Chương 1371, Ngô Hoàng trở về, quân thường tiếu theo trong đình viện đi tới, kỳ quái, ta mẹ nó tại sao lại muốn tới giải thích đâu? Mà lại, vì cái gì càng giải thích càng bị hiểu lầm đâu? Ai, thở dài, trở về chỗ mình ở, ngoài ý muốn phát hiện Tử Lân Yêu Vương biểu hiện trên mặt có chút đặc sắc đứng ở ngoài cửa, liền hỏi, Tử Đường chủ, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? A, Tử Lân Yêu Vương vội vàng điều chỉnh tâm tình, thẳng đến chính đề nói, Tông chủ tiểu long long lần này tiến hóa thanh thế có chút lớn rất có thể sẽ kinh động long tộc phương diện cái kia không còn gì tốt hơn quân thường tiếu nói bổn tọa đem đại biểu hoàng quyền ngũ trảo long bồi dưỡng đến loại này cấp độ nói không chừng sẽ cảm động đưa lên đủ loại võ đạo tư nguyên đây đã từng hắn còn nghĩ đến dựa vào khế ước thú đắc đạo chính mình theo lên trời đây bây giờ đã đi vào thượng giới để tiểu long long nhận tổ quy tông nói không chừng còn có thể từ đó mò đến chỗ tốt nghĩ đi nghĩ lại quân thường tiếu phiền muộn lên đã từng hắn không có cân nhắc qua tiểu long long thân phận bởi vì cân nhắc cũng vô dụng dù sao nhà tại thượng giới một cái căn bản chạm đến không đến tân thế giới nhưng hôm nay đến chỗ này không thể không đi mặt đối với vấn đề này nắm giữ biểu tượng hoàng quyền hỏa long chung quy muốn trở về kế thừa hoàng vị tông chủ tử lân yêu vương sắc mặt chân thành nói tiểu long long hiện tại một chút hoàng giả chi khí đều không có nếu như bị long tộc biết khẳng định sẽ mang đến to lớn tai nạn hắn mặc dù chưa thấy qua cao quý nhất ngũ trảo long nhưng là hỏa long phong cách tuyệt đối theo ấp trứng sau khi ra ngoài thì triệt để đi nhầm đường để người ta về sau kế thừa vương vị lão đại biến thành người không ra người rồng không ra rồng bộ dáng khẳng định không vui a à, một lời không hợp đập phá tông môn coi như nhỏ liền sợ đến thời điểm đều đi theo chung cùng a tử cũng không phải là tham sống sợ chết nếu không năm đó sẽ không đi trộn trứng rồng nó hiện tại giống như A Ngưu đã triệt để dung nhập vạn cổ tông, đã đem nơi này xem như là tác giả hiện thân, cho nên không hy vọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, lòng có lo lắng, lo lắng cũng liền nhiều, yên tâm đi, quân thường tiếu nói, tông môn có hộ tông đại trận, ba ngày sinh ra động tĩnh. Nói đến đây, hoảng sợ nói, xấu, tử tiêu tin tượng trận không có khởi động, lúc trước vẫn còn 24 giờ vận chuyển, nhưng thông cổ chân nhân cưỡng ép xông tới thì rơi vào trạng thái chờ sau đó liền không có lại mở ra qua xong hết tử lân yêu vương tuyệt vọng nói long tộc phương diện khẳng định sẽ phát giác được đến thời điểm phái cường giả đánh tới ta vạn cổ tông nguy rồi ông quân thường tiếu vội vàng đem trận pháp mở ra nói cũng không đến mức a à. tử lân yêu vương nói thà rằng cẩn thận không thể chủ quan có đạo lý quân thường tiếu hơi chút cân nhắc về sau nói về sau trận pháp toàn bộ hành trình khởi động tận lực không cho tiểu long long đi ra ngoài thế mà cẩu thẳng cũng không biết ngay tại tiểu long long tiến hóa thành công phát ra tiếng long ngâm trên một dãy núi sương khói mịt mờ như thật như ảo vài đầu thân thể xoay quanh tại ngọn núi long thú đột nhiên theo trong ngũ mê mở to mắt ánh mắt lấp lóe phấn khởi ngô hoàng trở về ngô hoàng trở về vù vù trong dãy núi từng đầu long thú theo trong ngũ mê thức tỉnh sau đó biến đến bức dị thường sôi trào lên cẩn trọng mà cường thế long uy trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, chấn động đến không gian đều tại rung lẫy bẫy, hưu, chiếm cứ tại ngọn núi cao nhất lão long bay tới, hóa thành một tên hiền hòa lưng còng lão giả, nói, nhanh thông báo tứ đại long vương, để bọn hắn đình chỉ nội đấu, mau chóng đem ngô hoàng nên đón trở về, nói xong, nhìn về phía dãy núi chỗ sâu nhất, dùng không biết tên khoáng thạch rèn đúc vương tọa, kích động nói, mấy vạn năm, long hoàng ngai vàng rốt cuộc đã đợi được chủ nhân mới đại tế ti một tên long thú biến ảo hình người thấp giọng nói tứ đại long vương vì làm lão đại đã đánh thật lâu nếu như biết được ngô hoàng trở về sợ rằng sẽ dâng lên cái gì ý niệm không chính đáng làm sao lão giả kia cả giận nói bọn họ còn dám đối ngô hoàng hạ độc thủ hay sao dùng nhân tộc lời nói tới nói lòng hại người có thể không có nhưng nên có lòng phòng bị người a à. long tộc võ giả chân thành nói vẫn là phái đáng tin thủ hạ đi đem ngô hoàng tiếp đến đi huống chi, rất nhiều tông môn đại thế lực đều tại ngấp nghé ta long tộc tư nguyên, nếu như giống trống khu chiên đi ra ngoài tìm kiếm long hoàng, một khi bị bọn họ biết được, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngô hoàng, có đạo lý, lão long hơi chút cân nhắc về sau, nói, đem đằng phi hai huynh đệ gọi tới, để bọn hắn xuống núi tìm kiếm long hoàng, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, không được đem tin tức tiết lộ ra ngoài, vâng, chấm chấm chấm. Trước một dãy núi chỗ sâu, trong một đầm nước trong veo, hai đầu long thú quể oải nằm tại trong đầm, cho người ta cảm giác tựa như phơi tắm nắng, đột nhiên, bên tai truyền đến một loại bí pháp âm thanh nào đó, nhất thời hóa thành hai cái khí vũ hiên ngang nhân loại dạng, đây chính là đại tế ti nói đằng phi huynh đệ, một cái gọi long đằng, một cái gọi long phi, tại trong long tộc thực lực tuy nhiên không phải hàng đầu, nhưng mạnh về chuyên môn ngành nghề sưu tập tình báo, soát, long đằng mặc lên đại biểu gia cảnh bần hàng, giản dị tự nhiên trang phục viền vàng, sau đó lấy ra lượt chải chải tán loạn tóc vàng chân thành nói đệ đệ đó là một nhiệm vụ rất gian khổ long phi ngồi xổm ở bờ sông lấy mặt nước làm tấm gương vỗ vỗ non miệng khuôn mặt nhỏ nói chúng ta nhất định muốn đem long hoàng an toàn mang trở về không cô phụ toàn bộ long tộc hy vọng đi chỉnh đốn hoàn tất đạp lấy lục thân bất nhận bước chân hướng bên ngoài núi đi đến kết quả bành đụng vào nhau sau đó ào ào bưng bít lấy tráng nghe răng nhếch miệng lên Hai anh em hóa hình người bộ dáng thực vẫn rất anh tuấn uy vũ bất phàm, nhưng trong quá trình tiến hóa xuất hiện một chút ngoài ý muốn, hai con mắt không có chỉnh lý tốt, toàn hướng giữa mũi mà mọc gần lại nhau, khi nhìn đồ vật còn bị chồng ảnh, không sai, cũng là mắt gà chọi, ngươi đừng cản ta đường a, là ngươi cản ta có được hay không? Bành, bành, hai anh em dọc theo đầm nước đường nhỏ va va chạm chạm đi ra khỏi núi, tên kia lão Long đứng ở đằng xa, không khỏi có chút lo lắng nói: cảm giác có chút không đáng tin cậy. Chấm, chấm, chấm. một vùng không gian vỡ vụn, mặt đất sụp lúng khu vực, bốn tên mặt màu sắc khác nhau phục sức võ giả chính đang kịch liệt tranh đấu, hiện lên hình ảnh bởi vì đang ở chế độ góc nhìn thứ nhất, FPP, cho nên lười đi miêu tả chi tiết, từng, đột nhiên, bốn tên cường giả cùng nhau dừng lại, trên mặt hiện ra một loại vô cùng kỳ quái biểu tình, nói, đây là ngô hoàng khí tức, ha ha ha, một tên mặt chữ quốc, râu quai nón trung niên nhân cười to nói, Giữa chúng ta chiến đấu có thể tuyên bố kết thúc, không tệ, tướng Mạo tương đối âm u nam tử cười lạnh nói, ta đến phụ tá Tân Hoàng, các ngươi ba cái có thể xéo đi, ngươi xác định là phụ tá, không phải độc tài quyền lực nhiếp chính vương. Bên cạnh Cường Giả thản nhiên nói, một tên khác võ giả thản nhiên nói, phụ tá Tân Hoàng, còn phải theo bối phận đến luận, ta chính là bốn cái Long Vương bên trong tư lịch cao nhất, cũng là có tư cách nhất, chúng ta đừng so tư lịch, chúng ta so quân công. Trâu quai nón nam ngạo nghệ nói, rất hiển nhiên, bốn cái thực lực rất mạnh võ giả, cũng là đại tế ti từng nhắc đến qua Long Vương, bọn họ tại Long Tộc có thực lực tuyệt đối, nhưng bởi vì Long Hoàng không ra, đều muốn làm tạm thời lão đại đến thống lĩnh toàn bộ Long Tộc, cho nên đánh thật lâu, theo khí tức vừa rồi đến xem, Ngô Hoàng chắc là vừa mới giác tỉnh, thực lực phương diện chưa hẳn mạnh, cũng chưa chắc có thế một mình trở về Long Sơn, không bằng như vậy đi, chúng ta bốn người người nào tìm được trước cũng đem Long Hoàng tiếp trở về, người đó liền đến phụ tá, được, đồng ý, không ý kiến, tứ đại Long Vương đồng ý, lần lượt bay ra mảnh này cùng thượng giới cách ly không gian đặc thù, chấm chấm chấm, vạn cổ tông, đại điện, quân thường tiếu thở vì vì trong thư phòng đi tới đi lui, tô tiểu mạc cùng Lý Phi các đệ tử cúi đầu mà đứng, cảm giác tựa như làm sai chuyện gì, ba, sơ qua, quân thường tiếu dừng ở trước bàn sách, một trưởng vỗ đi xuống, gầm thét lên, bổn tọa biết sinh con tin đồn, đến cùng là theo người nào trong miệng truyền đi, hắn, tô tiểu mạc, lý phi, lý thượng thiên bọn người trong nháy mắt lẫn nhau chỉ đối phương, chương 1372, linh thú các gia cường phiên bản, sinh con việc này, người nào truyền đã không trọng yếu, trọng yếu toàn tông môn đều biết, hiện tại đã truyền xôn xao, quân thường tiếu vì ngăn chặn lời đồn, trực tiếp vận dụng tông chủ quyền lực lớn nhất, đem triệt để trấn áp xuống, bất luận cái gì truyền bá nghị luận người hết thảy mang đến giới luật đường, sự tình không có người nghị luận, nhưng các đệ tử đều ở trong lòng bội phục, tông chủ không hổ là tông chủ, việc của nửa nhân chính mình cũng nhận hết, ai, quân thường tiếu tâm phiền ý loạn ngồi trong thư phòng, đem lúc trước hoàn thành sử thi nhiệm vụ khen thưởng công có thể dùng cho tăng lên linh thú các, đinh. Linh thú các thành công thăng cấp làm linh thú các gia cường phiên bản, luyện đan các, chú tạo các cùng phù chú các đều tăng lên qua, theo hiệu quả đến xem, luyện chế cùng rèn đúc phương diện đều phải đến tăng lên trên diện rộng, nhưng cái này linh thú các tăng cường lại có tác dụng gì đâu, làm quân thường tiếu ấn mở về sau, kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, linh thú các giao diện phát sinh biến hóa không nhỏ, không chỉ có giữ lại đã từng công năng, còn nhiều ra mấy cái tiểu khung, mỗi cái khung bên trong đều có một khỏa trứng thú, bọn họ mặt ngoài có màu sắc khác nhau, cũng các có danh tự vì lôi lăng trứng, băng phượng trứng, thần hành trứng các loại. Họa tàu, cái này thì hơi cường điệu quá, để quân thường tiếu càng thêm chấn kinh là, phía dưới cùng còn có bản mới linh thú các giới thiệu, mỗi quả trứng đều là thế gian hiếm thấy kỳ trân dị thú, đồng đều có thể dùng đặc thù tài liệu ấp trứng, cũng tùy ý chỉ định tông môn tùy ý một người vì chuyên chúc khế ước thú, linh thú các tại hạ giới tác dụng ở chỗ có thể đánh kỹ năng, cùng luyện chế thú đan, tồn tại cảm giác hoàn toàn không có luyện đan các cùng chú tạo các cao, bây giờ toàn phiên bản mới vậy mà có thể ẩn dục trứng thú, còn có thể chỉ định cho người khác làm chuyên chúc khế ước thú, cấp bậc lập tức liền đi tới, ha ha ha, quân thường tiếu bụng mặt cười ha hả, vẹn vẹn theo trứng thú tên liền có thể nghe được, đây tuyệt đối phi thường ngưu bất kỳ trân dị thú A, chính mình không thiếu khế ước thú, nhưng các đệ tử thiếu A, một người cho bọn hắn đến một đầu, tuyệt đối có thể tăng lên thực lực hạch tâm, trang bị, chí bảo, tọa kỵ. Đây là võ đạo thế giới trừ tự thân tu vi bên ngoài, tam đại lớn nhất không thể thiếu trang bức chi vật, mà Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người trước mắt hoàn toàn thì thiếu tọa kỵ, xoát, quân thường tiếu vội vàng điểm tại lôi lăng trứng phía trên, cũng bắn ra kỹ càng giới thiệu, trứng thú, lôi lăng trứng, phẩm chất, kỳ trân dị thú, điều kiện, cần 10 triệu huyền thạch mới có thể ấp trứng mà ra, chỉ định, tạm thời chưa có, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, nhìn đến điều kiện về sau, Quân thường tiếu khô nóng tâm cảnh tựa như tao ngộ hàng băng đột kích, trong nháy mắt bị tưới oa lạnh qua lạnh, rất rõ ràng, ấp trứng ra viên này lôi lăng trứng, không có nhiều như vậy phức tạp quy trình, trực tiếp chuẩn bị tốt 10 triệu khỏa huyền thạch là được. Cẩu thẳng lại lần lượt nhìn hắn trứng thú, phẩm chất đều thuộc về kỳ trân dị bảo cấp bậc, điều kiện không không cần ngàn vạn huyền thạch, ý kia thì là nói đừng lãi nhãi, khắc kim đi, cái này quá đắt đi, một khỏa trứng thú liền muốn ngàn vạn, nếu như cho tông môn 100 000 đệ tử nhân thủ phối một cái chuyên chút khế ước thú không được, không được, căn bản không chơi nổi, thỏa mãn đi. Hệ thống nói, tốt xấu là dùng huyền thạch đến uẩn dục, nếu như đổi lại điểm cống hiến đến ấp trứng, ký chủ chỉ sợ đến thổ huyết, không tệ, quân thường tiếu ánh mắt dần dần sáng lên, huyền thạch cố nhiên trọng yếu, nhưng chung quy có thể nghĩ biện pháp kiếm lời, điểm cống hiến nhất định phải dựa vào nhiệm vụ mới có thể thu được. Chứ như bây giờ còn dừng lại tại 40.000, căn bản là không có dũng khí mở ra khu mua sắm, không có vội hay không. Quân thường tiếu tỉnh táo lại, nói, tiền cái đồ chơi này có thể chậm rãi kiếm lời, chờ lúc nào tùy tiện xuất ra mấy trăm triệu, hoàn toàn trước tiên có thể để đệ tử hạch tâm một người một cái chuyên chúc khế ước thú, lôi lăng trứng thuộc về lôi hệ, thích hợp thanh dương, băng phượng trứng là băng hệ thích hợp thiên thiên, thần hành trứng hẳn là tốc độ hình, thích hợp tiểu mạc, cẩu thận hiện tại tuy nhiên không có tiền, nhưng không trở ngại sớm đem khế ước thú an bài tốt, đương nhiên, Linh thú các gia cường phiên bản bên trong còn có không ít trứng thú, bởi vì hạn chế tại thùng vật phẩm lớn nhỏ, khó có thể toàn bộ bày ra, thì không từng cái giới thiệu. Chấm chấm chấm. Oanh, oanh, một chỗ bị mây đen bao phủ sơn mạch to lớn bên trong, mắt trần có thể thấy lôi điện điên cùng oanh kích, làm đến không gian rung rẩy kịch liệt, cũng hội tụ ngay ngắn nghiêm nghị, tộc trưởng, lôi điện đang xen trên vách đá, chồng râu tựa như lôi xà hội tụ lão giả vội vã đi tới, cả kinh nói, từ lôi trì uẩn dưỡng mấy ngàn năm lôi lăng trứng tự dưng biến mất, đầy trời băng tuyết chi địa, một đám tướng mạo bất phàm mỹ nữ chính đang từng tất đất điều tra, bởi vì trước đây không lâu, trong tộc một khỏa băng phượng trứng bị cướp, xoát, xoát, bao la bát ngát đại thảo nguyên, mấy chục con giống như hổ giống như trên lưng sói lại mọc ra cánh cường đại chi vật kề sát mặt đất phi hành, to lớn ánh mắt bên trong lấp lóe ngập trời tức giận, tộc trưởng có lệnh, cần phải lấy thời gian nhanh nhất bắt đến trọng thần hành trứng hung thủ có thể nói tại quân thường tiếu thăng cấp linh thú các về sau thượng giới bên trong không ít đặc thù không phải nhân loại tộc quần đều thiếu đồ vật giờ phút này ngay tại giống chung gõ trống điều tra biết rõ thất huyền hà quan phá nguồn gốc người đọc khẳng định minh bạch bọn họ mất trộm các loại trứng thú nhất định là bị hệ thống cho trộm đi nói ngắn gọn linh thú các bên trong trứng thú có bao nhiêu các đại tộc quần thì ít hơn bao nhiêu đây tuyệt đối là một cái siêu cấp hố to may ra quân thường tiếu cũng không có ý thức được giờ phút này chính đắc ý suy nghĩ như thế nào tại thời gian ngắn nhất kiếm lấy càng nhiều huyền thạch sau đó cho các đệ tử an bài phía trên chuyên chúc khế ước thú đương nhiên cẩu thẳng nói thầm cho tông môn các đệ tử phân phối không thực tế chỉ có thể an bài trước cao tầng cùng đệ tử hạch tâm chờ bọn hắn trong tay mỗi người có một cái cử các loại kỳ trân dị thú đi theo bổn tọa chinh chiến tinh thần đại hải hình ảnh khẳng định rất đẹp người người bị vạn tộc vây quanh hình ảnh khẳng định càng đẹp tùy tiện suy nghĩ một chút thì so qua tốt chỉ có chánh thức đi nỗ lực mới có thể thực hiện cho nên quân thường tiếu thu hồi hết thảy hư vô suy nghĩ bắt đầu đem tâm nghĩ đặt ở kiếm tiền phía trên phùng đường chủ là đan đường thủ tịch luyện đan sư tổ chức này khẳng định cần đại lượng dược tài có thể cho hắn dẫn đầu đến thành lập lâu dài hữu hiệu sinh ý phương pháp quân thường tiếu khởi hành tiến về không có một binh một tốt chỉ có một cái đại điện đang dược đường lúc này mới vừa mới tiến đến liền thấy đối phương đang ở bên trong hoa chân múa tay, sau đó kinh ngạc nói, thể dục buổi sáng không có nhảy qua nghiện, tông chủ, Phùng Quy Trần kích động nói, ta dùng ngươi dược tài luyện chế ra đang dược, hiệu quả so phổ thông muốn mạnh hơn 10 lần, bình tĩnh bình tĩnh, quân thường tiếu nói, đây là thường quy thao tác, Phùng Quy Trần cưỡng ép tỉnh táo lại, sau đó đem một khỏa ống ánh đang dược để lên bàn, nói, đây là dưỡng nguyên huyền đan, sau khi phục dụng có thể càng nhanh hội tụ thiên địa thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc, phổ thông cấp bậc có thể kéo dài một ngày, dùng tông chủ dược tài luyện chế mà thành có thể kéo dài 10 ngày. A, à, quân thường tiếu từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, cái này dưỡng nguyên huyền đang hiệu quả tương tự hạ giới tụ khí đan, dùng luyện đan cắt luyện chế ra đến có thể nói thăng mười mấy hơn trăm lần, thậm chí đang phi thăng trước ăn nhiều không. Cho nên lòng hắn hình dáng có thể nói tỉnh như mặt nước phẳng lặng Mà lại, Phùng Quy Trần lại nói tại thu lấy phương diện tốc độ cũng là phổ thông đang dược gấp 10 lần, phùng đường chủ, khống chế một chút tâm tình, nước bọt đều phun ra ngoài. Quân thường tiếu trà trà mặt, rất bất đắc dĩ nói, xoát, phùng quy trần lần nữa lấy ra mấy khỏa khác biệt đang dược, nói, đây là huyết ngưng hồi đan, đây là hộ mạch huyền đan, một cái dùng cho liệu thương, một cái dùng cho bảo hộ kinh mạch, tại tông chủ dược tài phía dưới hiệu quả tất cả đều tăng lên hơn 10 lần, quân thường tiếu lui mấy bước, bởi vì đối phương càng nói tâm tình càng khống chế không nổi, nước bọt quả thực bay khắp màn hình, trọng yếu nhất một điểm là Phùng Quy Trần Chân Thành nói, dùng phổ thông dược tài luyện chế phổ thông đang dược, thành phẩm vẫn không phải đặc biệt cao, mà dùng tông chủ những dược liệu này, một phần không chỉ có không sai lầm, còn có thể sản xuất 10 lô Hệ thống nói, xem ra, ký chủ không cần đi mua sắm đan phương, phùng đường chủ cũng là luyện chế đang dược hình người máy sản xuất, họa tàu Quân thường tiếu vỗ óc một cái nói, đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Hắn suy nghĩ thủy chung dừng lại tại, có luyện đang các thăng cấp bản, chỉ cần mua đan phương luyện chế, liền có thể số lớn sản xuất, xem nhẹ phùng quy trần mặc dù không cách nào làm đến một chút hóa luyện đan, nhưng ở phương diện này tạo nghệ mạnh phi thường, còn mua cái gì đan phương, trực tiếp cho hắn tài liệu luyện không là được a à. ha ha ha, ha 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 ha, kết quả là, có thể theo đại điện bên ngoài ống kính bên trong rõ ràng nhìn đến, vốn đang có thế bảo trì bình tĩnh quân thường tiếu theo phùng quy trần hoa chân múa tay nhảy dựng lên, thỉnh thoảng không biết xấu hổ làm ra học mèo kêu động tác, chương 1373, lại đi lận uyên thành, quân thường tiếu một mực đem tâm tư đặt ở luyện đang cắt phía trên, cho nên bị hệ thống nhắc nhở, mới chính thức ý thức được phùng quy trần giá trị, không chỉ có thể hiện tại có thể liên hệ sinh ý phương pháp, còn có thể luyện chế các loại đan dược tông môn hiện tại thiếu cái gì? Thiếu cũng là đan dược nha, hắn vừa mới luyện chế dưỡng nguyên huyền đan, huyết ngưng hồi đan, hộ mạch huyền đan, hiển nhiên vô cùng thích hợp toàn diện thông dụng, phùng đường chủ, quân thường tiếu chân thành nói, dược tài phương diện ngươi trước tạm thời khác nghiên cứu, tông môn cần thiết chuẩn bị đan dược sau này liền dựa vào ngươi, sẽ không cô phụ tông chủ kỳ vọng cao. Phùng quy trần chấp tay, nhưng nói bổ sung, có thể hay không cho phối chút nhân thủ, lớn như vậy đang dược phong chỉ có ta một người, thực sự có chút lạnh tanh, không có vấn đề, quân thường tiếu nói, bổn tọa cái này đi y dược đường điều phái nhân thủ. Ngươi thì toàn tâm toàn ý phụ trách phương diện luyện đan sự tình đi, không bao lâu, tôn bất không cùng bộ phận đệ tử đi vào đan dược phong, bởi vì cái gọi là y đạo, đan đạo không phân biệt, cẩu thẳng dự định để hai phe bọn họ chạy, học tập càng nhiều tri thức, nắm giữ một môn khác tay nghề, thật tốt đi theo phùng đường chủ học tập luyện đan vâng đến tận đây y dược đường thành viên bắt đầu làm thêm đang dược đường thành viên mỗi ngày làm sự tình cũng là nửa ngày đi chăm sóc dược tài nửa ngày đi học tập đan đạo thời gian qua tuy nhiên khổ nhưng làm đan đường thủ tịch luyện đan sư phùng quy trần là đỉnh phong đại sư cùng hắn học tập đan đạo quả thật thượng giới vô số người tha thiết ước mơ cầu còn không được sự tình y dược đường thành viên lâu dài cùng dược tài liên hệ học tập luyện đan cũng là vô cùng phù hợp càng tôn bất không cái này cùng Lý Thượng Thiên bọn người cùng phê nhập môn đệ tử, võ đạo phương diện tuy nhiên không đột xuất, nhưng y dược phương diện lại có cực cao thiên phú, bây giờ được danh sư chỉ đạo, tuyệt đối phải tại chỗ cất cánh, tông chủ, Phùng Quy Trần dạy qua vài ngày về sau, từng đơn độc nhắc đến qua hắn, kẻ này tại đang đạo lý giải phía trên vô cùng ưu tú, nếu như thật tốt bồi dưỡng, tương lai thành tựu khẳng định không thể đo lường, ồ, quân thường tiếu thật bất ngờ đang đường thú tháp luyện đan sư có thể cấp cho cái này đánh giá, đủ để chứng minh tôn bất không thiên phú cao bao nhiêu. Đáng tiếc, tại hạ giới thời điểm, đang dược thủy chung từ luyện đan các phụ trách một chút hóa sản xuất, thiên phú trọn vẹn bị mai một mấy chục năm, không quan hệ, là vàng chung quy tiêu hết. Lớn nhất quyền uy đang dược đại sư đi vào vạn cổ tông, tôn bất không thiên phú tất nhiên sẽ hoàng mỹ phóng thích, là đêm. Quân thường tiếu một người ngồi tại trên đại điện, mười ngón đang sen cùng một chỗ, cái cầm gối trên mu bàn tay ý vị thâm trường nói ta hy vọng cũng có ngày có thể triệt để thoát khỏi hệ thống phụ tá để tông môn chân chính có năng lực cường đại lên cẩu thạng cũng là người cẩu thạng cũng muốn mặc cả ngày bị nói treo bức tâm bên trong khẳng định không thoải mái cho nên muốn chứng minh cho thế nhân nhìn đỉnh phong tông môn có thể làm được ta dù là không mở treo cũng giống vậy cũng làm đến thậm chí so với bọn hắn làm càng tốt hơn các ngươi có thể điên cuồng đậu đen rau muốn nhưng quân thường tiếu kiên định nội tâm, bắt đầu càng thêm chú trọng bồi dưỡng đệ tử các phương diện phát triển, chờ lấy hệ thống đem tông môn trở thành thượng giới mạnh nhất tông môn, thì quả quyết không dùng, đừng tự mình não bổ hy vọng hảo huyền. Hệ thống nói, có năng lực ngươi bây giờ thì vứt bỏ, chấm chấm chấm, đang dược đường, y dược đường, chú tạo đường, cái này ba cái đường khẩu, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, quyết định một cái tông môn đến tiếp sau phải chăng cường đại đi qua nghiêm túc sau khi tự hỏi quân thường tiếu ngày thứ hai lên đường tiến về lận uyên thành dự định mua tương ứng thiết bị chánh thức vì đến tiếp sau không dựa vào hệ thống mà phóng ra bước đầu tiên các đệ tử muốn học tập đăng đạo thì muốn tiến hành thực hành cho nên các loại đăng lô thiết bị không thể thiếu các loại thường quy dược tài không thể thiếu y dược đường cùng chú tạo đường tuy có ngụy lão cùng phong cách giả tử tỏa trấn nhưng đi vào thượng giới liền không thể xưng đại sư còn cần mua dược liệu rèn đúc các phương diện thư tịch để bọn hắn sống đến già học đến già tài liệu công cụ thư tịch chờ đều có thể mua được đơn giản ở chỗ có tiền hay không vấn đề phía trên cẩu thặng tiền không phải quá nhiều mua những thứ này đầy đủ dùng đạp lần nữa bước vào lận uyên thành dừng ở rộng thùng thình trên đường phố chính vẫn là đã từng yếu đuối dung mạo nguyên nhân thì là nghe phùng quy trần nói qua theo lô thành chủ trong tay mua sắm thiên tài địa bảo cấp dược tài chỉ muốn đối phương không phải đứa ngốc thì nhất định có thể ý thức được chính mình giá trị. Ta chính là quân thường tiếu, mau chạy tới bái ta, xoát xoát xoát. Ngay tại lúc này, một đám thân mặc chiến giáp binh lính gấp rút mà đến, cầm đầu lô đức thủy đi tới, trung trung lấy tươi cười nói, hoan nghênh tiểu hữu lần nữa tới ta lận uyên thành. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tìm quân thường tiếu, dù sao làm cho Phùng Quy Trần dùng nhiều tiền mua xuống dược tài, khẳng định là cái có năng lượng nhân vật A, tại tìm kiếm chuẩn bị kết thúc thời khắc, thủ hạ đột nhiên đến báo, đánh thiếu thành chủ hung thủ vào thành, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, A, quân thường tiếu gãi gãi đầu, nói, ta liền đến mua đồ dùng hàng ngày, không cần thành chủ tự mình đến nên đón đi, đừng nhìn gia hỏa này trên mặt không có biểu tình gì chập trùng, thực nội tâm thoải mái một nhóm, không có cách, trời sinh cũng là đẹp trai được người yêu thích như vậy, tiểu hữu cần cái gì cứ việc nói, lô mổ ra lệnh cho thủ hạ ngay lập tức đi bán. Lô Thành Chủ không chỉ có biểu hiện không phải thường khách khí, còn đem quân thường tiếu mời đến Phủ Thành Chủ Phụng làm khách quý. Như thế đến nay, đem nội thành người qua đường cho chỉnh mơ hồ. Cái kia yếu đuối người trẻ tuổi đoạn thời gian trước vừa đem thiếu Thành Chủ đánh A. Thành Chủ làm sao còn hấp tấp tự mình trước tới đón tiếp đâu. Chấm chấm chấm. Phủ Thành Chủ đại sảnh, quân thường tiếu xem kỹ một phen tinh giảng sửa sang cùng đồ của bình hoa loại hình tùy ý bày đặt, liền do Trung nói ra, Lô Thành Chủ là cái gia cảnh bần hàng, giản dị tự nhiên người A, quá khen, quá khen. Lô Đức Thủy khoát khoát tay, cười nói, cơm rau dưa, tiểu hữu đừng ghét bỏ. Quân thường tiếu bưng lên đặt ở trước bàn chén trà, nhẹ nhàng phẩm một muộn nhỏ, khen, trà ngon, trà ngon. Lô Đức Thủy nói, tiểu hữu quý danh, không dám họ quân, quân công tử nhất biểu nhân tài, khí vũ hiên ngang, tất nhiên có hiển hách thân thế đi. Lô Đức Thủy Xu Nịnh nói, lời nói thật ý là, có thế trồng ra để phùng quy trần đều chấn kinh dược tài, tuyệt đối là cái đại sư nha. Quân thường tiếu khiêm tốn nói, quân mổ không có gì hiển hách thân thế, đơn giản cũng là quản lý một cái không có thành tựu tông môn nhỏ. Ồ, Lô Đức Thủy có chút kinh ngạc nói, quân công tử là nhất tông chi chủ, đúng vậy, quân thường tiếu gật gật đầu, loại này ra vẻ văn nhã bộ dáng thực sự quá cần ăn đòn. Nguyên lai là quân tông chủ, thất kính thất kính. Lô Đức Thủy ôm một cái quyền, sau đó hỏi, xin hỏi tông môn tên gì, vạn cổ tối cường tông, a, à, lô đức thủy trên mặt bắp thịt ngưng kết, cái này từ hạ giới nhập cư trái phép tới, để ngự kiếm huyền tông, lăng đao huyền tông nhóm thế lực ăn quả đắng tông môn, hắn tự nhiên nghe nói qua, quân thường tiếu đặt chén trà xuống, nói, ta nghe nói lô thành chủ trước đó không lâu cùng ta tông phùng đường chủ làm qua một cuộc làm ăn, cái này, lô thành chủ muốn nói, chính mình cùng quý tông không có cái gì gặp nhau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoát một chút đứng người lên, cả kinh nói, quân tông chủ nói phùng đường chủ, chẳng lẽ là phùng quy trần phùng đại sư, đúng vậy, quân thường tiếu gật đầu nói, lô thành chủ biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc, phùng đại sư nếu là vạn cổ tông đường chủ, gia hỏa này ép mua ép bán cho mình dược tài, sau đó lại một cái tới dùng nhiều tiền mua lại, chẳng lẽ là nhìn con ta khó chịu đánh một trận, sau cùng cho hai triệu làm bổ khuyết, đã như vậy, ta đem nhi tử ta gọi qua, để hắn nhiều đánh mấy lần có thể thực hiện lô thành chủ quân thường tiếu chân thành nói thực bổn tọa lần này tới lận uyên thành không chỉ có là mua sắm vật dụng hàng ngày còn hy vọng tại quý thành trì mua mấy gian hàng làm chút buôn bán nhỏ ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp dàn xếp lúc đến hắn liền nghĩ qua chỉ dựa vào bán dược tài cũng có thể phát tài nhưng cần một nhóm một nhóm các loại nếu như tại thượng giới kinh doanh các loại sản nghiệp không thể nghi ngờ là rất không tệ lựa chọn tại hạ giới quân thường tiếu ỷ vào ngã gia chủ cùng đường nhị công tử làm ăn, tông môn sản nghiệp chỉ có thức ăn cho thú cửa hàng, lần này tới thượng giới nhất định phải làm một mình, bởi vì có phùng quy trần người này mạch, có thông cổ chân nhân người sư tôn này, người nào, chạy đến treo chọc ta, chương 1374, kẻ này, không đơn giản, nghe xong quân thường tiếu muốn trong thành mua cửa hàng bán lẻ, Lô Đức Thủy lúc này tỏ thái độ nói, thành trì các con đường lớn gần chợ, quân tông chủ có thể tùy ý chọn tùy tiện tuyển, không bao lâu, bọn hạ nhân thì theo phường thị chạy tới, đưa tới các loại đan dược thiết bị, cùng dược tài, y học các phương diện thư tịch, lô thành chủ, bao nhiêu tiền, quân thường tiếu đang chuẩn bị bỏ tiền, lô đức thủy vội vàng chắp tay nói, những ngày này thường dùng phẩm không bao nhiêu tiền, thì xem như lô mổ đưa cho quân tông chủ, Ê, cẩu thẳng thật cũng không chối từ, ông quyền nói, đa tạ quân tông chủ là trước tiên ăn uống một chút lại đi nhìn cửa hàng đây, vẫn là hiện tại liền đi đâu. Lô Đức Thủy cười nói, thì hiện tại đi, mời, tại Lô Đức Thủy chỉ huy dưới, quân thường tiếu đi dạo hết cả tòa lận uyên thành các đường cái đạo, sau cùng tại Tây Thành khu tuyển 4 ở giữa địa lý vị trí vẫn được cửa hàng bán lẻ, nói, Lô Thành Chủ, giá cả nói như thế nào, tùy tiện cho, người ta là thật vô cùng hào sản. Từ trước đến nay coi trọng quân thường tiếu tại một phen sau khi tự hỏi, quyết định phí tổn giá thị trường 5 triệu huyền thạch, mua xuống bốn gian cửa hàng. Sau các loại thủ tục, Lô Đức Thủy cười nói, quân tông chủ mua sắm nhiều như vậy cùng đan dược có quan hệ đồ vật, chẳng lẽ là muốn dự định mở tiệm đan dược A, à? đúng vậy, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hệ thống im lặng nói, ta làm sao muốn đánh hắn như vậy nha. Lô Đức Thủy biểu lộ ngưng trọng nói, đông thành cùng bắc thành có hai nhà danh tiếng lâu năm tiệm đang dược quân tông chủ nếu như không có gì đặc sắc chỉ sợ rất khó tại lận uyên thành đặt chân đang dược và vũ khí trang bị loại này sinh ý tại thượng giới không thể nghi ngờ được hoan nghênh nhất bởi vì nhu cầu lượng cao nhưng tương tự cũng bị rất nhiều danh tiếng lâu năm cửa hàng cầm giữ mới bước vào cửa hàng rất khó sinh tồn nhìn chung toàn bộ thế giới mỗi ngày khai trương cửa hàng không đếm hết đóng cửa cũng rất nhiều không nói sau cùng thâm hụt tiền thậm chí còn có thể kết xuống rất nhiều kẻ thù. Quân thường tiếu cười nói, đa tạ lô thành chủ nhắc nhở, các loại tài liệu có, cửa hàng cũng có, khách sáo trò chuyện vài câu sau liền cáo từ trở về tông môn. Lô Đức Thủy vô cùng nhiệt tình đưa đến ngoài cửa thành, mãi đến bóng người hoàn toàn biến mất, một gã hộ vệ mới khó hiểu nói, thành chủ, ngài tự hồ rất coi trọng vị này quân tông chủ nha, một cái liền chữ, huyền đều không đạt đến tông môn chi chủ, để nhất thành chi chủ như thế chiêu đãi thực sự không đúng lẽ thường, kẻ này, Lô Đức Thủy nói, không đơn giản, có thế cho rằng như thế, cũng không phải là bởi vì trồng trọt dược tài, mà là có thể mang một cái tông môn phi thăng thượng giới, rất nhiều người đem vị thành chủ này coi như ngã thượng nghệ, thực càng giống tạ phổ biến côn, chương này nói bên trong đoán sai người mời xếp thành hàng tự mình đánh mình mặt, chấm chấm chấm, quân thường tiếu dọc theo đường trở về vạn cổ tông, đến mức Lô Đức Thủy nhắc nhở Đông Thành Bắc thành danh tiếng lâu năm tiệm đang dược, căn bản liền không có để ở trong lòng, bởi vì chính mình đã muốn buôn bán, khẳng định có hạch tâm sức cạnh tranh. người bán giữ nguyên huyền đan, ta khẳng định cũng bán, mà lại hiệu quả là ngươi gấp 10 lần, không tin không có thị trường, không người sử dụng. Hồi tông môn về sau, cẩu thẳng đem cao tầng triệu tập tới, thương thảo mở tiệm đang dược sự tình, tại chỗ liền đạt được viên phong đại lực chống đỡ, thì quyết định như vậy. Quân thường tiếu đánh nhịp nói, đợi chút nữa phê dược tài thành thục, toàn dùng cho luyện chế đan dược, sau đó tại lận uyên thành mở vạn của tiệm đan dược, lão viên, nội thành mấy cái cửa hàng sửa sang các loại sự nghi thì giao cho ngươi. Vâng, viên công tử cùng ngày thì lên đường tiến về lận uyên thành, đi cùng còn có phùng quy trần. Quân thường tiếu đây là muốn đem lô thành chủ an bài minh minh bạch bạch, may ra về sau có thế chiếu cố nhiều hơn. Quả không ngoài dự đoán, làm lô đức thủy xác định đang đường thủ tịch luyện đan sư thật sự là vạn cổ tông đường chủ tại đối đãi viên công tử liền càng thêm khách khí, thậm chí lấy gọi nhau huynh đệ, không được, không được, vẹn vẹn phùng đại sư cái này biển chữ vàng, vạn cổ tông một khi mở tiệm đang dược chỉ sợ đều có thể gây nên oanh động to lớn, Lô Đức Thủy suy nghĩ, cũng là quân thường tiếu cân nhắc, cho nên cùng ngày mệnh lệnh Lê Lạc Thu, đem đang đường thủ tịch luyện đan sư sắp mở tiệm đang dược sự tình truyền bá đến càng xa thành trì, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, Phùng Quy Trần biết việc này về sau, cười khổ nói, ta không còn là cái kia ưa thích du lịch thiên hạ thoải mái người. Trước kia người thiết lập băng, thiết lập mới dựng thẳng lên, hắn hiện tại là vạn cổ tông đang dược đường đường chủ, kim vạn cổ tiệm đang dược thủ tịch luyện đan sư. May ra, đang đường là phi thế lực tổ chức, trừ tại cố định thời gian cần phải đi đưa tin, bình thường sẽ không hạn chế thành viên hoạt động, càng sẽ không can thiệp bọn họ làm thêm. Không thấy, mặt khác bảy tên thủ tịch luyện đan sư, hoặc là tại đỉnh cấp tông môn làm danh dự trưởng lão, hoặc là tại các đại đỉnh tiêm gia tộc được tôn sùng là khách quý. Nếu như biết được Phùng Quy Trần gia nhập một cái không có vô danh khí tông môn, có lẽ sẽ còn quan tới xem thường ánh mắt đây. Chấm chấm chấm. Một tháng sau, một nhóm mới dược tài toàn bộ thành thục, Phùng Quy Trần bắt đầu phụ trách luyện chế các loại đan dược. Tôn bất không bỏ người bởi vì tiếp xúc đang đạo thời gian quá ngắn, vẻn vẹn chỉ có thể giúp đỡ trợ thủ. Quân thường tiếu cũng không có nhàn rỗi, lấy ra một số nhỏ dược tài luyện chế nhất chuyển tố hình đan, sau đó phân phát cho đệ tử tranh thủ sớm ngày làm đến tông môn toàn thể thông dụng tông chủ phùng quy trần cũng ăn một khỏa tố hình đan cảm nhận được thân thể kinh mạch linh hồn các phương diện có tăng lên trên diện rộng về sau cả kinh nói đây là cái gì đang dược vạn cổ tông tổ truyền đang dược ta nghiên cứu nhiều năm như vậy đang đạo còn chưa từng thấy một viên thuốc vậy mà có thể nặng bao nhiêu tăng lên hiệu quả làm càng cao tầng thứ thượng giới đang dược chi thuật vô cùng phát đạt tự nhiên cũng có liên quan đến thân thể, kinh mạch, linh hồn các phương diện, nhưng một khỏa hội tụ nhiều loại tăng cường hiệu quả, còn tăng lên vô cùng rõ ràng, cái này là hoàn toàn không tồn tại, phùng đường chủ phải nhớ kỹ, quân thường tiếu nói ra, chúng ta tông môn đệ nhất tôn chỉ là điệu thấp hành sự, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, phùng quy trần khóe miệng nhỏ quất, nói, tông chủ, ta làm sao nhớ đến ngươi lúc trước nói qua đệ nhất tôn chỉ là, làm xương cốt cứng rắn người, hành thiết cốt tranh tranh chi sự đâu, phùng đường chủ. Tôn Bất không thấp giọng nói, chúng ta vạn cổ tông đệ nhất tôn chỉ là căn cứ tông chủ tâm tình tùy ý thay đổi, về sau quen thuộc liền tốt, phùng quy trần cái tráng dân lên hắc tuyến, thông cổ tiền bối sáng tạo tông môn này tuyệt không nghiêm cẩn, chấm chấm chấm, lận viên thành, chiên trống tiếng động vang trời, pháo cùng vang lên, sơ qua, quân thường tiếu một thân trang phục chính thức đứng đang trang sức cốt cửa hàng trước, đem treo ở bản hiệu bên trên vải đỏ giật ra, tuyên bố vạn cổ tiệm đang dược, chính thức khai trương, chúc mừng, chúc mừng, Lô Đức Thủy vẻ mặt tươi cười chắp tay nói chúc, tiệm đang dược khai trương cùng ngày, đừng đi hội tụ các lộ võ giả, dù sao tuyên truyền rất đúng chỗ, còn có đang đường thủ tịch luyện Đang sư tỏa trấn, mới đầu bọn họ đơn giản ôm lấy thử một chút tâm tính tiến vào cửa hàng mua đang dược, nhưng ở biết được rất nhiều đang dược, công hiệu so phổ thông đang dược cao hơn 10 lần, nhất thời thì hóa ngốc. Lô Thành Chủ, quân thường tiếu đưa lên một khỏa dưỡng nguyên huyền đan, cười nói, ngươi có thể ăn thử một chút, tốt. Lô Đức Thủy Tâm có nghi vấn cầm bốc lên, sau đó ném vào bên trong miệng, đợi dược hiệu triệt để mở ra, chờ huyết mạch cùng lỗ chân lông dường như trong nháy mắt mở ra, điên cùng hút vào giữa thiên địa thuộc tính cùng pháp tắc, chính là cả kinh nói, thật không thể tin, thật không thể tin, rất nhiều gia chủ thấy thế, thầm nghĩ, khoa trương như vậy, thực cái này cũng chưa tính khoa trương, phải biết, Lô Đức Thủy hôm qua đi đầu phục dụng một khỏa, hiện ra biểu lộ khoa trương hơn, vốn là hôm nay để hắn phối hợp một chút, kết quả diễn đại mất trình độ, điều này không khỏi làm người nhớ tới Linh Nguyên Đại Lục Kha Cẩm Nam, đây mới thực sự là Hoàng Kim hợp tác, Kha Thành Chủ, thật nhớ ngươi, quân Tông Chủ, ta mua một khỏa dưỡng nguyên huyền đan. Một tên gia chủ mở miệng nói, quân thường tiếu liền nói, những đan dược này tất cả đều là phùng đường chủ luyện chế, làm đan đường thủ tịch luyện đan sư, Hắn đang dược kỹ thuật mọi người chắc hẳn không biết nghi vấn, cho nên ta vạn cổ tiệm đang dược đang dược giá cả cũng muốn so thường quy đang dược quý gấp 10 lần, bởi vì số lượng không nhiều, còn muốn tiến hành hạng mua, thực lần này chuẩn bị nguồn cung cấp không ít, nhưng cẩu thẳng nhất định phải khống lượng, đến một lần đói khác tiếp thị, thứ hai hàng hiếm thì quý nha. Chương 1375, hơn nửa đêm tập thể dục buổi sáng, vừa mới khai trương vạn cổ tiệm đang dược, bởi vì đang dược hiệu quả là thường quy đang dược gấp 10 lần đã định trước sinh ý tất nhiên nóng nảy không gì sánh được. Bên trong dễ bán nhất tự nhiên là một khỏa giá trị Một 000 huyền thạch dưỡng nguyên huyền đan, bởi vì sau khi phục dụng có thể kéo dài 10 ngày, thu lấy tốc độ cũng là phổ thông đang dược cấp 10 lần. Huyết ngưng hồi đan, hộ mạch huyền đan cũng rất không tệ, nhưng một cái chú trọng liệu thương, một cái chú trọng bảo hộ, chỗ lấy vỏ giả đồng dạng chỉ chuẩn bị mấy khỏa dự bị, mà không phải mỗi ngày lấy ra tiêu hao, lão viên, lão phùng, quân thường tiếu an bài nói, nơi này giao cho các ngươi, bổn tọa về trước tông môn. Hắn cũng liền đến tham gia cửa hàng khai trương, về sau vận doanh cùng kinh doanh phương diện giao tất cả cho viên phong cùng phùng quy trần quản lý. Chính mình chỉ cần phụ trách tại tông môn kiếm tiền là đủ. Các ngươi có nghe nói hay không, thành tây mới mở vạn cổ tiệm đang dược, buôn bán rất nhiều đang dược, hiệu quả là thường quy đang dược gấp 10 lần. Đương nhiên nghe nói, sát vách chủ nhà họ Thái còn mua không ít đây, theo nói sau khi trở về thì bế quan, đi một chút đi qua nhìn một chút đi qua nhìn một chút có thể đừng hy vọng mua đang dược vì cái gì bởi vì khai trương một canh giờ thì bán sạch vạn cổ tiệm đang dược buôn bán hiệu quả mạnh hơn thường quy gấp 10 lần đang dược sự tình ngắn ngủi nửa ngày thì truyền khắp lận uyên thành theo các lộ võ giả lưu động tính cũng sẽ chậm rãi kéo dài đến hắn thành trì rất nhiều người tâm động chạy đến phát hiện cửa hàng đã treo lên đang dược bán sạch thẻ bài ai chỉ có thể sáng mai tới ngày thứ hai rất nhiều võ giả làm cái thật sớm, có thể vừa tới vạn cổ tiệm đang dược, lại phát hiện đã hàng lên hàng dài, không phải liền là tiệm đang dược A, à. nhiều người như vậy cướp mua, chẳng lẽ bán là tiên đan, nhất làm cho người sụp đổ là, hàng thật lâu đội, mắt thấy liền muốn đến phiên chính mình, kết quả bành một chút đóng cửa lại, treo lên, đang dược bán sạch, mua sắm xin sớm, thẻ bài, ngọa tàu, đợi ủng công một buổi sáng, không có mua đến đang dược võ giả thất vọng mà về. Quyết định ngày thứ hai trống canh một sớm vạn cổ tiệm đang dược nóng nảy, cũng cho hắn tiệm đang dược mang đến trùng kích, tỷ như thành đông cùng thành bắc hai nhà danh tiếng lâu năm tiệm đang dược, mấy ngày ngắn ngủi lượng tiêu thụ nghiêm trọng trượt, người phụ trách là lại vội lại tức, bọn họ chỉ có thể mù sinh khí, không dám có ý nghĩ gì, dù sao có phùng quy trần tọa trấn, đắc tội hắn thì là tương đương đắc tội đang đường, cho nên nói, tại thượng giới làm ăn, nhân mạch cùng quan hệ rất trọng yếu. Quân thường tiếu cũng là bằng đang đường thủ tịch luyện đan sư thân phận, mới có mở cửa hàng phát triển tông môn sản nghiệp ý nghĩ mấy ngày kế tiếp lận nguyên thành đã định trước vô cùng náo nhiệt mỗi vừa sáng sớm luôn có thể nhìn đến tiệm đang dược chỗ đường đi đã hàng lên hàng dài rất nhiều người bởi vì mua được đang dược kích động rất nhiều người bởi vì không có mua đến uể oải đương nhiên có quan hệ vạn của tiệm đang dược tin tức cũng đã bắt đầu hướng càng xa thành trì khuếch tán rất nhiều gia cảnh bần hàng giản dị không hoa gia tộc cùng tán tu chính đang đi tới lận Nguyên thành trên đường Lô Đức Thủy hiện tại vô cùng vui vẻ, bởi vì ngoại lai võ giả trong thời gian thật ngắn đại lượng tràn vào, không thể nghi ngờ có thể cho thành trì mang đến càng nhiều ích lợi, viên công tử. Vì rút ngắn cùng vạn cổ tông ở giữa cảm tình, hắn cố ý thiết yến mời viên phong, cũng tỏ thái độ nói, miễn thuế một năm. Lô Đức Thủy từng nghĩ tới từ phùng quy trần tọa trấn tiệm đang dược một khi khai trương tất nhiên sẽ nóng nảy, nhưng không nghĩ tới hội nóng nảy đến loại trình độ này, căn cứ trước mắt xu thế đến xem, chỉ cần tin tức tại thành trì chung quanh truyền ra, khẳng định sẽ càng kinh khủng. Lô thành chủ, viên công tử uống một hớp rượu, cười nói, lận nguyên thành quy mô tuy nhiên so hạ giới bất kỳ một cái nào thành trì còn lớn hơn, nhưng thả tại thượng giới thì không tính là gì, bởi vì đón đến nói, không để cho người khác thấy được đặc sắc riêng. Lô Đức Thủy rơi vào ngắn ngủi trầm mặt, vỗ tay một cái nói, miễn thuế ba năm, hắn nghe rõ, đối phương là tại nói với chính mình, vạn của tiệm đang dược có thế tại lận uyên thành thành lập, cái kia chính là một cái bảo bối, cái kia chính là đặc sắc nhất, cho nên thiếu thu chút thuế, dẫn lưu càng nhiều võ giả, tuyệt đối siêu có lời. Ta nghe tông chủ nói, đến tiếp sau sẽ còn trong thành mở dược tài cửa hàng, cũng tích cực cùng ngươi thành trì liên hệ, hy vọng đem nơi này chế tạo một cái tập hợp kinh doanh đang dược, dược tài là một thể thị trường lớn. Viên công tử thất vọng nói ra, cái này, lô đức thủy trừng to mắt, sau đó hào sản nói, về sau quý điếm không cần giao thuế, có nhu cầu gì lô mổ bình tĩnh sẽ dốc toàn lực hiệp trợ, vậy liền phiền phức lô thành chủ, viên công tử nâng chén, lô đức thủy cũng vội vàng dơ ly rượu lên, hai người vui sướng uống nửa canh giờ, lúc này mới tan tiệc rời đi, thực quân thường tiếu còn thật có mở dược tài cửa hàng suy nghĩ, nhưng cũng không quyết định lúc nào áp dụng, chớ nói chi là chế tạo dược liệu gì, đang dược thị trường lớn, viên công tử nói như vậy có lừa gạt tính chất, nhưng làm sao không là vì tông môn tranh thủ lợi ích lớn nhất đây. Chấm, chấm, chấm. Vạn cổ tiệm đang dược hừng hực khí thế kinh doanh, vạn cổ tông đệ tử nhóm cũng tại siêng năng tu luyện, đại cảnh giới cảnh giới nhỏ đột phá có thể nói một nhóm lại một nhóm, quân thường tiếu cũng không có nhàn rỗi, bởi vì tiệm đang dược nóng nảy trong dự liệu, nhưng cũng không thể một mực đói khát tiếp thị, nếu không dễ dàng chơi với lửa có ngày chết cháy, cho nên chỉ có thể dẫm lên phi kiếm, bắt đầu ở thành trì chung quanh hối hả ngược xuôi. Hy vọng có thể bán đến càng nhiều dược tài hạt giống, chủ quản nội vụ viên Phong bị điều đến Lận Uyên Thành, kinh doanh về mặt đang dược sinh ý, tông chủ lại thường xuyên không ở nhà, cao tầng cùng đệ tử có chuyện gì đều sẽ đi tìm Hoa Hồng thương nghị, dù sao cũng là tông môn phu nhân, Cẩu Thạng cũng không có tỏ thái độ, cũng hoặc là cố ý giả bộ như không biết rõ tình hình, cứ như vậy, rõ ràng không có thực chất Hoa Hồng, trong lúc vô hình trở thành vạn cổ tông người đứng thứ hai, rất nhiều nội vụ đều từ nàng đến phụ trách xử lý thống lĩnh một cái vị diện nữ hoàng quản lý một cái tông môn tự nhiên không có vấn đề gì cho nên tại quân thường tiếu đi ra ngoài lúc đem rất nhiều chuyện đều quản lý ngay ngắn rõ ràng một ngày nào đó ban đêm quân thường tiếu theo hắn thành trì mua dược tài hạt giống trở về rơi vào long thủ phong đình viện trước nhìn đến sát vách thư phòng còn có ánh đèn nữ nhân kia vẫn ngồi tại trước bàn chỉnh lý tông môn tài liệu cực giống năm đó thức đêm phê tấu chương nữ hoàng cảm động hay không hệ thống nói Lăng quân thường tiếu trợn mắt trừng một cái, sau đó cất bước được hướng đình viện, nhưng không biết tại sao đột nhiên quay người lại đi hướng hoa hồng đình viện, nhưng tại lúc sắp đi vào trong lại quay trở ra, chỉnh lý hồ sơ hoa hồng phát giác được cái gì, đẩy cửa đi tới, nhìn đến hắn tại ngoại môn đi tới đi lui, khó hiểu nói, ngươi đang làm gì, xoát, cẩu thẳng lấy thời gian nhanh nhất theo do dự trạng thái đổi làm thức thứ chín trong bộ tập thể dục, nói, đương nhiên là tập thể dục buổi sáng, hoa hồng kinh ngạc nói, hơn nửa đêm tập thể dục buổi sáng, ta vui lòng, quân thường tiếu tựa như một cái đại tượng cắt giống như tiếp tục làm lấy, mãi đến làm mấy cái tuần hoàng sau lúc này mới xoay người, nói, mệt mỏi, ngủ đi, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, hoa hồng một mặt im lặng, trước khi tiến vào trong đình viện, quân thường tiếu dừng lại, không lạnh không nhạt nói, làm bất cứ chuyện gì đều muốn giống như ta, muốn thường xuyên chú ý khổ nhàn kết hợp, chương 1376, kiếm tiền, có tiền vạn cổ tiệm đang dược khai trương hơn nửa tháng, viên công tử không có trở lại tông môn, bởi vì cả hai khoảng cách có chút xa, cùng ngày chạy tới chạy lui căn bản không thực tế. Quân thường tiếu nghĩ là, một tháng kết toán một lần, dạng này dược tài phương diện cũng có thể thành thục, còn có thể phân phối toàn đang dược mới đi buôn bán. Tông chủ, một ngày nào đó, Hà Vô Địch tới gặp, nói, đệ tử đã đột phá đến Vũ Thánh Đại Viên mãn nhanh như vậy, quân thường tiếu trên mặt nhất thời nổi lên kinh ngạc tại đệ tử hạch tâm bên trong dạ tinh thần cũng mới đột phá đỉnh phong vũ thánh hà vô địch khó được cao điệu một lần không phải vì trang bức mà chính là nói ra còn mời tông chủ cho phép đệ tử xuất ngoại lịch luyện trong tông môn rất nhiều tại hạ giới võ đạo thiết bị trên cơ bản đã theo không kịp bước chân cùng cắm đầu tại tông môn tu luyện không bằng đi ra ngoài tìm kiếm kích thích thực giả tinh thần cũng có quyết định này nhưng bởi vì tại tỉnh thủy trấn bị tôn mục thành hung hăng đã kích một trận liền quyết định trước lắng tâm tu luyện, chờ đột phá càng cao tầng thứ lại ra bên ngoài lịch luyện. Bao lâu, khó mà nói, đi ra ngoài nhất định muốn chú ý an toàn. Quân Thường Tiếu cũng biết, tông môn tại thượng giới vừa cất bước, rất nhiều thiết bị cơ bản đào thải, về mặt đang dược tạm thời lại không cách nào làm đến tuyệt đối cung cấp, để đệ tử xuất ngoại tự mình lịch luyện không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất, nguy hiểm có, cơ duyên cũng có, bất quá, cẩu thẳng chung quy có chút không yên lòng, nói, hô hào ngôi sao tội kỹ cùng đi trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau vâng hà vô địch rời đi sau đó tìm tới hai người đem đi ra ngoài lịch luyện sự tình cáo tri được đến trả lời chắc chắn là đi lên kết quả là ba người rời đi vạn cổ tông đạp vào không có tông chủ bảo hộ kỳ diệu hành trình chờ một chút mới vừa đi tới chân núi sau lưng truyền đến thanh âm bản đường chủ cùng các ngươi đi quân thường tiếu thực sự không yên lòng ba người đi ra ngoài cho nên để a tử theo dù sao từng tại thượng giới sinh hoạt qua, chắc là có không tệ kinh nghiệm, đến tận đây, não bổ tổ ba người tập kết, còn thêm một cái cổng nồi. Lưng thuẫn tiêu tội kỹ, đi chỗ nào? Tử lân yêu vương ngạo nghễ nói, như thế tự như là, vô luận đi chỗ nào, bản vương đều có thể bảo vệ ngươi nhóm an toàn, lớn mật yên tâm lăn lộn đi. Hà vô địch xuất ra địa đồ, chỉ tại đánh dấu điểm đỏ phía trên, nói, ma vương quật, dạ tinh thần cùng tiêu tội kỹ thấy thế, thế nhất thời ý thức được người sư đệ này xuất ngoại lịch luyện hẳn là sớm kế hoạch tốt, vốn đang một mặt vênh váo tự đắc tử lân yêu vương đột nhiên nghiêm túc, nói, đây chính là thượng giới vô cùng hung hiểm cấm địa một trong, thì các ngươi cái này tu vi tiến vào khẳng định đã đi là không thể trở về, cũng bởi vì hung hiểm mới đi lịch luyện. Hà vô địch nói, không tệ, dạ tinh thần cùng tiêu tội kỹ biểu thị đồng ý, nếu như không có chút giữ hiểm, không gọi đi ra ngoài lịch luyện, gọi đi ra ngoài du ngoạn, chỉ có càng nguy hiểm mới có thể càng kích thích huống chi hà vô địch nói chúng ta chỉ tại khu vực bên ngoài lịch luyện tốt a có càng đảm trộn trứng rồng a tử cũng không phải sợ bức ba cái liền phá không cảnh đều không đạt đến gà mờ cũng dám đi chính mình khẳng định phải phụng bồi tới cùng đi siêu đốt bgm vang lên bốn người cũng không quay đầu lại rời đi vạn cổ tiên sơn tông chủ đứng ở trước sơn môn lý thanh dương cao mày nói luôn cảm giác để bọn hắn xuất ngoại lịch luyện gặp được nguy hiểm. Hắn vốn là muốn cùng đi, nhưng tông chủ bố trí nhiệm vụ, đầy đủ sử dụng vạn của tiên sơn chưa khai phát khu vực, cho nên trong khoảng thời gian này một mực mang theo bội kỳ thăm dò địa hình, có tử đường chủ theo sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Quân thường tiếu chưa từng không biết thượng giới càng hung hiểm đây, nhưng các đệ tử đã đến, thì phải làm cho tốt gặp phải hung hiểm chuẩn bị, mà không phải lâu dài tại nhà vòng bên trong không buồn không lo trưởng thành. chấm 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 Quanh, quanh, khoảng cách vạn cổ tông ngàn dặm bên ngoài rừng núi, cường đại yêu khí tùy ý bạo phát, đem bốn phía hoa cỏ cây cối chấn động đến rung lẫy bẩy. tử lân yêu vương lỏa lồ nửa người, ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, vì cái gì không có cởi quần, bởi vì đánh tới hung thú quá yếu, một bên chiến đấu một bên thoát áo mặt thì toàn giải quyết hết, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, dạ tinh thần ba người một mặt sụp đổ, lão đại, thật vất vả gặp phải có thể đem ra chiến đấu mục tiêu, bị ngươi quần đều chưa cần thoát thì giải quyết hết, chúng ta còn lịch luyện cái rắm a, đi, Tử Lân yêu vương ngạo nghễ nói, kết quả là mọi người tiếp tục lên đường, tại thông hướng Ma vương quật trên đường, ngược lại cũng gặp phải không ít cảnh giới cao hung thú, có thể kết quả đều bị hắn đánh ngã, chính mình toàn bộ hành trình xem kịch, tốt a, tông chủ phái tử đường chủ cũng không có gì không phải a vì bảo vệ mọi người, mà là cố ý đoạt danh tiếng, trống, trống, một ngày mấy trăm đầu có thể so với vũ thánh tầng thứ hung thú hội tụ rừng núi, cũng đem dạ tinh thần, hà vô địch, tiêu tội kỹ đoàn đoàn vây khốn. Tử lân yêu vương lần này không có xuất chiến, đứng ở phía xa trên núi đá, nói, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Chúng ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không, chấm chấm chấm. Một tháng sau, viên công tử trở về tông môn, ngươi đừng nói trước. Quân thường tiếu ngắt lời nói, để bổn tọa đoán xem kiếm lời bao nhiêu. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Viên công tử lúc này ngậm miệng lại, 10 triệu, thiếu, 20 triệu, thiếu, quân thường tiếu trên mặt nổi lên không hiểu. Tiệm đang dược bên trong có bao nhiêu đang dược hắn biết, ấn chính mình định giá cả, coi như toàn bộ bán sạch cao nữa là cũng liền 20 triệu nha. Viên công tử cười nói, tông chủ, có mấy cái đến từ đại thành trì gia tộc biết được chúng ta đang dược hiệu quả về sau, lấy cao hơn giá gốc cách cấp 3 thu mua cho nên phùng đường chủ luyện chế đám kia đang dược hết thảy kiếm lời 30 triệu, quân thường tiếu đưa tay che ở trên mặt, phát ra khắc khắc ha ha khanh khách, cổ tiếng cười quá dị, tông chủ, viên công tử yếu ớt nói, ngươi không có, xoát, đột nhiên, quân thường tiếu cọ đứng dậy, một chân dẫm trên ghế, cao giọng sướng lên một bài dùng để tẩy não thần khúc, ta kiếm tiền A, kiếm tiền A, ta cũng không biết làm sao dùng, ta tay trái mua cái Nokia, tay phải mua cái Motorola, phốc vậy viên công tử tại chỗ phun máu, người cũng bị rung ra đại điện. Võ đạo phương diện cẩu thẳng khả năng vẫn là nhỏ gà mờ, nhưng ở âm luật đạo phương diện tuyệt đối có thể xưng đại sư. Chấm chấm chấm. Phùng Quy Trần lần đầu luyện chế nhóm đầu tiên đang dược, thành bản cũng liền mấy trăm ngàn mà thôi, kết quả cầm tới vạn của tiệm đang dược buôn bán, vậy mà kiếm lời 30 triệu huyền thạch, khó trách quân thường tiếu kích động hội tại chỗ bảo tố ca, lúc này mới vừa buôn bán một tháng, chỉ cần dược liệu phương diện có thể thời khắc cung cấp một năm đây mười năm đâu thu hoạch tài phú không thể tưởng tượng a à, phát tài phát tài quân thường tiếu theo ba ngày kích động đến tối theo buổi tối kích động đến hừng đông sau đó cấp tốc bố trí toàn kế hoạch mới cần phải toàn lực cung cấp tiệm đan dược ngụy lão nhận được mệnh lệnh tích cực điều động thành viên tiến vào vườn thuốc phun trồng dược tài hạt giống bội kỳ điên cùng phun ra nuốt vào chưa khai phát khu vực kiến tạo từng mảnh từng mảnh vườn thuốc từ đó tăng lên sản lượng, tại tiết tấu đột nhiên tăng tốc dưới, quân thường tiếu ngược lại tỉnh táo ngồi trong thư phòng kéo ra linh thú các gia cường phiên bản, hắn định dùng huyền thạch trước ấp trứng ra một khỏa trứng thú, nhìn thấy thế nào, xoát, điểm tại lôi lăng trứng phía trên, chọn trúng lý thanh dương, quân thường tiếu khế ước thú nhiều, đều nhanh quên đều có ai, cho nên dự định trước cho nhị đệ tử phân phối một cái, chờ sau này có tiền, lại lần lượt cho lục thiên thiên, tiêu tội kỹ bọn họ, đệ tử ghép đôi, huyền thạch kép đôi, ấp trứng cái nút hiện ra sáng ngời sắc, hô, quân thường tiếu hít thở sâu một hơi, hợp thành chữ thập cầu nguyện, hy vọng trực tiếp khắc kim đi ra khế ước thú, có thế xứng đáng kỳ trân dị bảo cái này phẩm chất, đinh. Bắt đầu ấp trứng, 10, 9, 8. 1. Đinh. Lôi lăng trứng ấp trứng thành công, tự động cùng đệ tử Lý Thanh Dương ký kết khế ước, mẹ trứng, quân thường tiếu cảm khái vô hạn nói, thật hắn meo nhanh chương 1377, bản mệnh khế ước, vạn cổ tiên sơn một mảnh tương đối trống trải khu vực, ngay tại thăm dò địa hình Lý Thanh Dương hài lòng nói, nơi đây không tệ, có thể dùng tại dược tài trồng trọt. Mấy ngày nay, hắn thủy chung tại tông môn bên ngoài tứ trọng tản bộ, bên trong tìm không ít áp dụng khai phát vườn thuốc, cũng áp dụng cải tạo mới sơn phong, tại kiến trúc trên đường, nhị đệ tử càng chạy càng xa. Chủ yếu vẫn là quân thường tiếu đem tông môn phát triển rất không tệ, để lý thanh dương bọn người có thể có thời gian đi phát triển ưa thích cá nhân không giống hắn tông môn võ giả toàn tâm toàn ý đi tu luyện hơi không chú ý thì tục lại phía sau thì thành người ngoài đi địa phương khác nhìn nhìn lại lý thanh dương bên này vừa nâng lên một chân trong thân thể đột nhiên truyền đến một loại nào đó ba động cả người tựa như rơi vào ngắn ngủi dừng lại bên trong sơ qua khôi phục như lúc ban đầu đầy rẫy kinh ngạc nói tình huống như thế nào thanh dương ngay tại lúc này bên tai vang lên tông chủ thanh âm, đến đại điện một chuyến. Vâng, Lý Thanh Dương từ bỏ tiếp tục dò xét địa hình, đứng dậy tiến về thiết quốc phong, lúc này mới vừa đi vào đại điện, đột nhiên có đồ vật gì đánh tới, hắn vốn muốn tránh đi hoặc cản ra ngoài, nhưng trong lòng nhất thời dân lên một loại trước đó chưa từng có cảm giác thân thiết, sau đó vô ý thức ôm lấy, xì xì xì, từng cái từng cái lôi xà phun tung tóe đi ra, trong không khí thấu phát ngay ngắn nghiêm nghị, Lý Thanh Dương ngưng thần nhìn qua, lúc này mới phát hiện mình ôm lấy là đầu toàn thân bị lôi điện quấn quanh không phân rõ cái gì giống loài hung thú nó hai con mắt rất lớn con mắt tựa như lôi điện bộ dáng nhìn qua rất đáng yêu thanh dương ngồi tại tông chủ trên bảo tọa quân thường tiếu nói ra đây là lôi lăng thú từ hôm nay trở đi cũng là ngươi chuyên chúc khế ước thú a à, lý thanh dương nhất thời thì mộng soạt, thể trạng không sai biệt lắm cùng một dương quyển lớn nhỏ lôi lăng thú phun ra đầu lưỡi hung hăng tại chủ nhân của mình trên mặt liếm một miệng, dần dần hiện ra nhân tính hóa mỉm cười tới, chấm chấm chấm. "Ta đi, đi theo nhị sư huynh đằng sau là cái gì a?" À? Lông tóc phía trên vậy mà hội tụ lôi điện, Lý Thanh Dương theo đại điện đi ra, vẫn ở tại trẻ nhỏ kỳ lôi lăng thú theo ở phía sau, đằng sau cái đuôi nhỏ thủy chung lắc không ngừng, nhất thời thì hấp dẫn chung quanh đệ tử chú ý. "Nhị sư huynh, Tô Tiểu mặt chạy tới, kinh ngạc nói, "Cái này thứ đồ gì a?" À? Lý Thanh Dương nói tông chủ cho ta khế ước thú, khế ước thú. Tô tiểu mạc kinh ngạc hơn, đưa tay đi mò đáng yêu cùng cực tiểu gia hỏa, kết quả mới vừa cùng lông tóc tiếp xúc, nhất thời xì xì xì, trung rẩy lên, sau đó tóc dựng đứng, miệng sùi bọc mép co quắp đi xuống, Lý Thanh Dương trừng to mắt, tiểu gia hỏa rõ ràng nhìn qua rất yếu, vậy mà có thể điện giật ngất tô sư đệ, Thanh Dương, quân thường tiếu theo đại điện đi tới, các tay nói, con thú này tuy nhiên vừa ra đời, nhưng đã có có thể so với thánh thú thực lực, cho nên không được khiến người khác tùy ý chạm đến. Có thể so với thánh thú, Lý Thanh Dương hoảng sợ nói, mạnh như vậy, linh thú các bên trong trứng thú bị định nghĩa vì kỳ trân dị thú, khẳng định không tầm thường, ấp trứng đi ra trực tiếp có vũ đế trình độ thuộc về thường quy thao tác, thậm chí quân thường tiếu còn không hài lòng. Nếu như vừa ra đời thì thượng vị phá không cảnh hoặc chuyển đang cảnh càng tốt hơn, tông chủ, Lý Thượng Thiên chạy tới, xoa xoa tay nói, lúc nào ban thưởng cho đệ tử một đầu khế ước thú A, à? đừng vội đừng vội, quân thường tiếu nói, chỉ cần biểu hiện đầy đủ xuất sắc, sớm muộn sẽ có, hắn ước gì cho đệ tử một người một đầu chuyên chúc khế ước thú, nhưng thực lực kinh tế không cho phép, cho nên chỉ có thể ở về sau từ từ tích lũy tài phú, phân phối cho bọn hắn chuẩn bị đi, A ngưu có điêu, có thể tiết kiệm 10 triệu, dạ tinh thần điêu cũng theo phi thăng, nhưng bởi vì thực lực duyên cớ, phần lớn thời gian đều trong núi tự mình tu hành. Chấm, chấm chấm. Thiết cốt sơn bên trong có rất nhiều đẳng cấp không đồng nhất linh thú, số lượng cũng viễn siêu tông môn đệ tử, mà lại bị tử lân yêu vương thống lĩnh, cho đệ tử một người an bài một cái khế ước thú hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, cái kia bất quá phổ thông, linh thú các bên trong trứng thú đều là kỳ trân dị thú cấp, tác dụng không chỉ có thể làm khế ước thú, cùng chủ nhân cộng đồng tác chiến, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ tốt, cũng tỉ như. Lý Thanh Dương trở lại chỗ ở, như trước kia giống như tu luyện, phát hiện mình đối lôi hệ thuộc tính thu lấy cùng lý giải tăng lên không ít, không đúng, ta căn bản không ăn dưỡng nguyên huyền đan a, à. ngay tại Lý Thanh Dương không hiểu thời khắc, đột nhiên ý thức được nằm sấp ở bên người lôi lăng thú quanh thân bị nồng đậm lôi hệ thuộc tính bao phủ, hô hấp thổ nạp ở giữa hấp thu vào không ít tinh thuần năng lượng, cùng lúc đó, hắn cảm giác mình đối lôi hệ lý giải cùng nhận biết, cũng theo đối phương nuốt thuộc tính mà một chút xíu tăng lên. Sau đó Hoảng sợ nói, nó có thể giúp ta tu luyện, vì xác định cái suy đoán này, Lý Thanh Dương Đình chỉ tu luyện, trừng tròng mắt nhìn lôi lăng thú lần lượt thổ nạp hô hấp, cuối cùng ra kết luận là, chính mình dù là không vận chuyển tâm pháp thu lấy thiên địa thuộc tính, vẫn như cũ đối lôi hệ có vi diệu tăng lên, không tệ, đây chính là linh thú các bên trong trứng thú đặc sắc, chỉ cần ấp trứng đi ra cùng võ giả thành lập khế ước quan hệ, tự thân tu vi tăng lên cũng sẽ kéo theo chủ nhân. Đương nhiên chủ nhân tăng lên đồng dạng có thế kéo theo khế ước thú, nói ngắn gọn, quân thường tiếu cùng bội kỳ, tử điện linh hổ thành lập khế ước thuộc phổ thông tầng thứ, Lý Thanh Dương Hòa lôi lăng thú thành lập khế ước thuộc về cao cấp tầng thứ, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ đến giải thích, đây chính là bản mệnh khế ước, võ giả có thể ngưng tụ bản mệnh vũ khí, chí bảo, từ đó làm đến hoàng mỹ câu thông đến bạo phát càng mạnh chiến đấu lực. Bản mệnh khế ước phía dưới chủ tớ đồng dạng có thể tăng thực lực lên, thậm chí làm đến võ đạo, tư nguyên các phương diện thời gian thực cùng hưởng họa tàu quân thường tiếu biết được về sau kinh ngạc nói thần kỳ như vậy sao nhị đệ tử cùng lôi lăng thú có thể lẫn nhau cùng hưởng điểm kinh nghiệm tu luyện tốc độ khẳng định nhanh mà lại thú loại không cần vũ kỹ tâm pháp chỉ dựa vào hô hấp thổ nạp liền có thể mạnh lên không phải tương đương với nằm ngủ cũng có thể mạnh lên hệ thống nói có khuyết điểm cái gì khuyết điểm nhị đệ tử cùng lôi lăng thú tuy nhiên có thể cùng hưởng điểm kinh nghiệm nhưng tương tự cũng sẽ cùng hưởng mức thương tổn, song phương tùy ý một cái thụ trọng thương đều sẽ phản vệ cho đối phương, có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, quân thường tiếu nói, thẳng gây rối, đương nhiên, hệ thống nói, có loại kinh nghiệm này cùng hưởng khế ước thú, đệ tử cảnh giới tăng lên khẳng định càng nhanh, còn có thể liên thủ đối chiến, tổng thể tới nói lợi nhiều hơn hại đi, có đạo lý, quân thường tiếu mò sờ cầm, nói, đợi tháng sau tiệm đang dược kết toán về sau, đưa ra bộ phận tiền tài cho Thiên Thiên bọn họ phân phối khế ước thú, ấp trứng lôi lăng trứng thuộc tại nội bộ khảo nghiệm, bây giờ kết quả khảo nghiệm rất hài lòng, cho nên đệ tử hạch tâm khẳng định sẽ lần lượt phân phối, đơn giản cũng là muộn chút thời gian thôi, không có vạn cổ tiệm đang dược mang đến cự lợi nhuận, Cẩu Thẳng cũng không dám đi nghĩ như vậy, dù sao một cái trứng ấp ra đến liền cần phí tổn ngàn vạn huyền thạch, tông môn sản nghiệp tầm quan trọng, lập tức thì thể hiện ra. chấm chấm chấm. xoát, xoát tại khoảng cách vạn cổ tông xa không biết bao nhiêu xa xôi giữa rừng núi mười mấy tên toàn thân thật giống như bị lôi điện bao phủ hắc ảnh cực tốc mà đi đại ca tộc quần phương diện truyền đến tin tức tại lôi trì trứng đã xuất sinh xác định vị trí không tạm thời không có đáng giận a à, thượng giới lớn như vậy không có vị trí chính xác chúng ta làm sao có thể tìm tới nhóm này hắc ảnh chí ít xác định trứng đã xuất thế ngay tại tha phương vị tìm kiếm khác mười mấy cái tộc quần nhân mã một chút manh mối không có chỉ có thể như như con ruồi đi loạn rộng rãi không gì sánh được giới đường điện mấy tên lão giả cũng tương tự đang nghị luận bên trong một người trầm giọng nói gần nhất các đại tộc quần ào ào xuất thế chẳng lẽ muốn triệt để vạch mặt vi phạm mấy vạn năm trước định ra hữu hảo hiệp nghị hừ một lão giả lạnh lùng nói đã sớm nói không phải chủng tộc ta tâm tất gì năm đó thì không cần phải định ra hiệp nghị để bọn hắn an an ổn ổn, ổn phát triển nhiều năm như vậy báo ngay tại lúc này có người tới gặp nói, Long tộc phương diện cũng có hành động, mấy tên lão giả lúc này đứng lên, cho mày nói, thì liền Long tộc cũng bắt đầu rụt rịch, cái này chỉ sợ không phải cái gì tốt hiện tượng A, chương 1378, biết nói chuyện thì nói nhiều chút, thượng giới trong khoảng thời gian này thật có điểm không bình yên, rất ít đặt chân thế tục tộc quần đều bắt đầu hành động, kẻ đầu sỏ quân thường tiếu cũng không biết bởi vì chính mình, để toàn bộ thế giới biến đến cuồng cuộn sóng ngầm lên, giờ phút này chính an tâm tại tông môn tiếp tục trồng trọt kiếm tiền lấy cực ít tiền vốn thu hoạch cự lợi nhuận vạn cổ tiệm đang dược nếu như phát triển tiếp hội tụ tài phú khẳng định sẽ phi thường khủng bố dù là phát triển đến sau cùng tài phú sẽ thêm đến trở thành một đống con số lại có ai hội ngại tiền ít cho nên quân thường tiếu bắt đầu suy nghĩ muốn hay không tại hắn thành trì mở chi nhánh lại hoặc là đặt mua hắn sản nghiệp đâu không được nhân thủ không đủ tài liệu không đủ vẫn là trước tiên đem Lận Viên Thành tiệm đang dược phát triển, lo lắng nữa mở rộng kinh doanh đi, chung quy không phải đang dược các loại kia một chút hóa luyện chế, về mặt đang dược cung cấp cần đầy đủ nhân thủ, trước mắt tông môn cũng liền phùng quy Trần một người đáng thương luyện đan, cũng không thể thủy chung 997 đi, tông chủ, Lê Lạc Thu đi vào đại điện, nói, Viên công tử gửi thư nói, rất nhiều kinh doanh dược tài phương diện gia tộc, nguyện ý cùng chúng ta thành lập lâu dài quan hệ hợp tác thượng giới bản ngã gia chủ không chỉ có đến, còn tới một đoàn, có ngoài ý muốn. Trong một tháng này, vạn cổ tiệm đang dược đã nóng nảy xung quanh khu vực, phàm là có chút ánh mắt sức lực dược tài thương, không khỏi hy vọng có thể vì cung cấp dược tài phương diện nguồn cung cấp, nói cho lão viên, có thể cùng bọn họ hợp tác, nhưng dược tài phương diện cần dựa theo bên ta yêu cầu cung cấp. Quân thường tiếu nói ra, phổ thông dược tài khẳng định không cách nào luyện chế ra cao phẩm chất đang dược, chỗ lấy còn muốn thu mua, ngay tại ở có thể đem ra luyện chế nhất chuyển tố hình đan tư dưỡng chi thổ ẩn dục dược tài luyện thành bội số lớn đang dược chủ công thị trường vì tông môn kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận phổ thông dược tài dùng cho hệ thống đang dược luyện chế cường hóa đệ tử thực lực cái này tiểu sổ sách tính toán lại tin vừa miệng lê lạc thu vội vàng đem tin tức đưa đến lận uyên thành viên công tử biết được về sau ngay lập tức đem mấy nhà kinh doanh dược tài người phụ trách gọi tới bắt đầu nghiêm túc đàm phán nói trắng ra điểm cũng là trả giá. Đi qua một canh giờ thương thảo về sau, các gia tộc người phụ trách đầu óc choáng váng đi tới, bọn họ ở trong lòng thề, trà trộn trung tâm mua sắm lâu như vậy, chưa từng thấy như thế keo kiệt người. Chấm chấm chấm. Vài ngày sau, số lớn dược tài theo lận uyên thành chở tới đây, quân thường tiếu tại từng cái kiểm kê về sau, kinh ngạc nói, phương diện giá tiền tiện nghi như vậy, tổ thẳng nếu như biết, viên công tử ở trên bàn đàm phán, nước bọt bay loạn trả giá, đều nhanh để người ta chặt khóc liền sẽ rõ ràng vì sao tiện nghi, xoát, kéo ra đang dược cắt, ghép đôi tố hình đang số lượng, bắt đầu một chút hóa sinh sinh, qua một đoạn thời gian về sau, đang dược toàn bộ luyện chế hoàn tất, quân thường tiếu kìm lòng không được cảm khái nói, vẫn là bậc hắc bất việc a hệ thống nói, ký chủ đem loại đang dược này cầm lấy đi bán, mang đến lợi nhuận khẳng định càng cao, ta cũng muốn, quân thường tiếu trợn mắt trừng một cái, nói, đệ tử còn không có toàn diện thông dụng, cái nào có dư thừa cầm lấy đi buôn bán đây, chấm chấm. chấm. Mới mẻ xuất hiện tố hình đang lần lượt phân phát đi xuống, càng nhiều đệ tử được lợi, cũng tiếp tục đem tâm nghĩ dùng cho trên việc tu luyện. Phi thăng lên đến có mấy tháng, vạn cổ tông chỉnh thể thực lực có thể nói liên tục tăng lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng chữ huyền cấp tông môn đánh đồng, dù sao đỉnh phong lực lượng chỉ có hắc bạch song sát chống đỡ, như thế nào mới có thể càng nhanh mạnh lên đâu. Quân thường tiếu tự hỏi, đơn giản, Hệ thống nói, soát khu mua sắm. Quân thường tiếu bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn soát, có thể thực lực không cho phép. Trong khoảng thời gian này một mực không có tới nhiệm vụ, điểm cống hiến thủy chung dừng lại tại 40.000, quả thật không bột đố gột nên hồ. Mỗi ngày ngồi sổn trong nhà không ra khỏi cửa, làm sao lại đến nhiệm vụ, đinh. Chi nhánh nhiệm vụ phát động, hệ thống, biết nói chuyện thì nói nhiều chút. Quân thường tiếu nói, ta về sau có thể hay không biến càng mạnh, Toàn bộ nhờ ngươi cái này đánh mặt mồm xấu chú hệ thống, mở ra hệ thống màn sáng, nhiệm vụ nội dung vì tham gia tháng sau đầu tháng tại Linh Phong Sơn tổ chức tông môn tọa đàm hội, đơn giản như vậy, quân thường tiếu vô cùng ngạc nhiên, không phải đánh quái, cũng không phải thăng cấp, vẻn vẹn đi tham gia cái cuộc hội đàm, nhiệm vụ cho thực sự không có độ khó khăn. Hệ thống thầm nói, nhiệm vụ tuy nhiên đơn giản, nhưng lấy ký chủ tính cách, khẳng định sẽ trở thành một trận mở ra mặt khác cuộc hội đàm, không có khả năng Quân thường tiếu lời thề son sắc nói, ta liền đi qua nghe một chút các tông môn lão đại làm sao thổi ngưu bức, tuyệt sẽ không gây phiền toái. Thực vô luận hạ giới vẫn là thượng giới, các tông môn lớn hôm nay mở nghiên cứu hội thảo, ngày mai mở cuộc hội đàm rất bình thường, dù sao mọi người một cái vòng tròn bên trong, cần cộng đồng giao lưu trao đổi. Quân thường tiếu mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, coi như không là nhiệm vụ, biết sự kiện này tự nhiên cũng nguyện ý đi tăng một chút kiến thức, Linh Phong Sơn xuất ra địa đồ xác định vị trí về sau nói không phải quá xa hiện tại lên đường đầu tháng hẳn là có thể đến chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện quân thường tiếu có động lực cùng ngày bắt đầu an bài tông môn nội vụ quyết định sáng mai lên đường biết được hắn muốn tham gia tông môn ở giữa hội nghị hoa hồng liên tục chất vấn người ta tán đồng ngươi sao người ta để ngươi tham gia sao cái này quân thường tiếu không quan trọng nhúng nhúng vai nói đi lại nói hoa hồng nói sợ rằng hội nghị không tham gia ngược lại bị tập thể nhầm vào trước lấy đặt môn phiền phức nói đùa quân thường tiếu ngạo nghễ nói sư tôn ta là thông cổ chân nhân ai dám tập thể nhầm vào giờ phút này thân thể ở phương xa đang cùng bạn bè đánh cờ thông cổ chân nhân trong lòng dần dần dâng lên một tia vi diệu cảm giác có điềm xấu trình độ khoảng cách thái huyền lão nhân loại kia còn kém cách xa vạn dặm kỳ quái đặt xuống quân cờ buồn bực nói sao có bất an cảm giác Ngồi ở phía đối diện bạn bè nắm bắt quân cờ, chân thành nói, gần nhất các đại tộc quần ào ào xúc động, cái này vốn cũng không thái bình thế giới, chỉ sợ sẽ có mới rung chuyển, thông cổ chân nhân cười nói, loại chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, tự nhiên không cần đi để ý tới. Ai? Bạn bè lắc đầu nói, liền sợ đến lúc đó, khó có thể tránh thức làm đến một người không liên quan mà không bị liên lụy vào. Nói xong, đặt xuống quân cờ, vậy ngươi nhưng là xem thường ta đạo tâm? Thông cổ chân nhân cười nói, loại kia phong khinh vân đạm, kháng phá hồng trần phong phạm càng thêm mãnh liệt hơn. "Đúng, bạn bè hỏi, nghe nói ngươi cùng cô Hồng định ra chiến ước, để đồ nhi thay chiến quyết thắng thua." "Không tệ." Thông cổ chân nhân gật đầu nói, "Bạn người nói, có thể tới tìm lão phu đánh cờ, chắc hẳn đã tìm được phù hợp đệ tử a." "Đúng vậy, tư chất như thế nào, nhắc đến mới thu đệ tử." Thông cổ chân nhân trên mặt thì hiện ra ý cười, nói mang theo một tòa chứa cả tông môn đại sơn, ngạnh kháng vạn kiếp thiên lôi trận phi thăng lên đến, ngươi cảm thấy ta cái này đệ tử có tiền đồ hay không? Ồ, bạn bè kinh ngạc nói, cũng là lúc trước gây nên thiên địa dị tượng ngọn núi lớn kia, đúng vậy, chật chật chật, ngươi thu một cái phỏng tay khoai sọ, chỉ giáo cho, mang một cái tông môn cưỡng ép phi thăng, thực sự làm trái thiên đạo, dù là vượt qua vạn kiếp thiên lôi trận, cũng tất nhiên sẽ bị giới đường để mắt tới, về sau nếu như phạm chút sai lầm, Người cái này làm sư tôn khẳng định không ít cho hắn khắc phục hậu quả. Cái này, thông cổ chân nhân nụ cười dần dần ngưng động. Tuy nhiên không quan tâm giới đường, mà dù sao là trên mặt nổi quản lý toàn bộ thế giới tổ chức. Nếu như nhất định phải chỉnh đồ đệ mình, vậy coi như bọn họ dám thử một chút. Chương 1379, Linh Phong Sơn Tông Môn Hội Minh, Linh Phong Sơn, một tòa tại thượng giới so sánh nổi danh núi, bởi vì rất nhiều tông môn ưa thích ở chỗ này đàm thiên luận đạo, giờ này khắc này, tại thông hướng núi cổ trên cầu thang đến từ xung quanh các tông môn lớn võ giả ngay tại kết bạn mà đi quân thường tiếu cũng lẫn vào bên trong bất quá bởi vì mặc áo bào đen lại cúi đầu hành tẩu rất không có tồn tại cảm giác sư huynh hắn làm sao một người đâu có lẽ là thật xa qua đây xem náo nhiệt tán tu đi đi tại đường núi phía trên võ giả đều là kết bè kết đội duy chỉ có quân thường tiếu một người cho nên dù là biểu hiện lại thế nào điệu thấp đều rất giống trong đêm đen đong đóm như thế rõ ràng, như thế xuất chúng. Lần này Linh Phong Sơn hội minh đến không ít tông môn, nhưng chỉnh thể thực lực không mạnh, võ giả tu vi cũng là cao thấp không đều. Ta còn tưởng rằng là có nhiều quy cách cuộc hội đàm đây. Quân thường tiếu lắc đầu, cũng ở trong lòng quyết định, chờ đem chi nhánh nhiệm vụ sau khi hoàn thành thì lập tức trở về tông môn. Hệ thống im lặng nói, để ký chủ tham gia loại kia đỉnh phong tông môn tọa đàm hội có thế gánh vác được các đại lão khí tràng sao tông môn của mình tại thượng giới thuộc về hạ du, lại có mặt xem thường người ta, dọc theo bậc thang đi lên đỉnh núi, hiện ra trong tầm mắt là một mảnh bị người làm đục không căn cứ chỗ, các tông môn lớn võ giả tề tụ, cái này khiến quân thường tiếu nhất thời nhớ tới, năm đó tham gia qua hoa sơn luận võ cùng hề cung chủ, đứng lại, đang muốn đi qua, bị một tên võ giả ngăn lại, trầm giọng nói, nơi đây ngay tại tổ chức tông môn hội minh, không phải tông môn thế lực người cấm đoán đi vào, quân thường tiếu nói, ngươi theo con mắt nào nhìn ra ta không phải tông môn người mắt trái mắt phải đều nhìn võ giả thản nhiên nói quân thường tiếu lắc đầu nói vậy bản tọa vẫn là khuyên ngươi nhanh trị liệu một chút ánh mắt a à, miễn cho về sau hai mắt mù ngươi người võ giả kia nhất thời thì giận quân thường tiếu không có phản ứng đến hắn sau đó hướng bên trong từng câu từng chữ hô vạn cổ tông tông chủ quân thường tiếu trước tới tham gia linh phong sơn tông môn hội minh đang khi nói chuyện cổ này nhất tông chi chủ phong phạm triệt để bạo phát khôi hài thời điểm cẩu thẳng rất khôi hài nghiêm túc thời điểm cẩu thẳng vẫn là rất khôi hài vạn cổ tông ngay tại lẫn nhau thổi phòng các tông môn lớn cao tầng ào ào xoay đầu lại trong ánh mắt đều nổi lên vẻ kinh ngạc tất cả mọi người tại đông nam khu vực tự nhiên nghe nói qua cái này cả tông phi thăng lên đến tông môn mà lại biết rõ ngự kiếm huyền tông cùng lăng đao huyền tông chờ tông môn còn từng ăn quả đắng là hắn Ta từng tại chân núi gặp qua. Lúc trước các tông môn lớn tiến về vạn cổ tiên sơn tìm phiền toái, có người theo đi qua tham gia náo nhiệt. Từng gặp quân thường tiếu hình dáng một cái mới vừa lên đến tông môn vậy mà tới tham gia chúng ta loại này hội minh, thật đem mình làm đại nhân vật. Một tên tông môn cao tầng khó chịu nói. Tuy nhiên tại chỗ tông môn đều không đạt đến chữ huyền cấp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ kệ già lên mặt. Quân thường tiếu nói ra, chư vị lão đại không chào đón quân mổ a tiểu gia hỏa một tên trưởng giả mở miệng nói ngươi tuy là nhất tông chi chủ nhưng cũng chỉ là mới đến chờ lúc nào tại thượng giới thăng bằng gót chân lại tới tham gia tông môn hội minh đi nói rất ôn hòa nhưng rõ ràng tại nói cho quân thường tiếu vạn cổ tông không có tư cách tham gia trận này cuộc hội đàm lam lão một tên rất có nho nhã trung niên nhân nói cũng không thể nói như vậy dù sao vạn cổ tông cũng là một cái tông môn đã thật xa đuổi tới tham gia chúng ta lại có thể cự tuyệt ở ngoài cửa đây, Quân Thường Tiếu ném đi cảm kích ánh mắt, nhiều như vậy tông môn võ giả, tuy nhiên không có quan minh chính đại xem thường, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường thì đủ để chứng minh vấn đề, duy chỉ có người này đứng ra giúp mình nói tốt. Hệ thống nói, thượng giới bản thương sơn phái muốn xuất hiện a, à, quân tông chủ, cái kia nho nhã trung niên nhân chấp tay nói, mời tiến đến đi. Đa tạ, Quân Thường Tiếu ôm quyền, sau đó không nhìn tên kia cản trước người võ giả cất bước được hướng lấy đặc thù nào đó hòn đá làm nền trên bình đài. Đinh. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ thu hoạch được 200.000 điểm cống hiến giá trị. Đinh. Công môn điểm cống hiến, 240.000. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được ẩn tàng khen thưởng, kinh nghiệm chi phù 1, đại thiên phân ảnh quyết 1, cho bí tịch, quân thường tiếu vội vàng dung nhập không gian giới chỉ, liền phát hiện một bản ố vàng thư tịch phơi bày ra. Xin lỗi ngoại giới, chắp tay nói, bổn tọa còn có việc, liền đi về trước, nhiệm vụ đã hoàn thành, lại đưa một bản bí tịch, khẳng định phải trở về lĩnh ngộ, không cần thiết tiếp tục tham gia loại này lẫn nhau thổi phòng, lẫn nhau khoác lác hoạt động, các tông môn lớn võ giả nhất thời mộng, ban đầu là ngươi phải vào đến, tiến đến thì tiến đến, hiện tại lại muốn quay người rời đi, cái này quá không đem tông môn hội minh coi là chuyện to tác đi, quân tông chủ, nho nhã trung niên nhân thì cười nói, Linh Phong Sơn Tông môn hội minh cách mỗi mấy năm mới tổ chức một lần người đã đều đến gì không lưu lại đến tăng một chút kiến thức đâu tốt a à, xem ở đối phương giúp đỡ nói chuyện phân thượng quân thường tiếu từ bỏ rời đi dự định dù sao coi như không có gì dinh dưỡng cũng lãng phí không bao lâu thời gian ngự kiếm huyền tông đến đột nhiên bậc thang truyền miệng đến võ giả hô hoán hóa tông môn này làm sao cũng tham gia quân thường tiếu cũng không biết mỗi mấy năm tổ chức một giới linh phong sơn hội minh chính là do ngự kiếm huyền tông chờ chữ huyền tông môn khởi xướng, xoát, xoát, ngay tại lúc này, từng người từng người ngự kiếm huyền tông cao tầng bước đi lên đỉnh núi, đi ở trước nhất là một cái tuổi chừng 70 lão giả tóc trắng, không chỉ có ánh mắt sắc bén như kiếm, còn bộc lộ ra kiếm khí bức người cảm giác, tham gia kiều tông chủ, các tông môn lão đại ào ào khách khí chấp tay, quân thường tiếu biểu hiện trên mặt càng đặc sắc, cái này đến lại còn là tông chủ, ta hiện tại biến mất còn kịp sao, kiều tông chủ nho nhã trung niên nhân chỉ hướng quân thường tiếu, chủ động giới thiệu nói, vị này là vạn cổ tông tông chủ, hắn đang cười, cười ý vị sâu xa, quân thường tiếu cũng không phải là ngu ngốc, nhất thời minh bạch, đối phương chủ động giúp mình, thực muốn hố chính mình, mẹ trứng, các ngươi thượng giới người thực sẽ chơi, hệ thống, lần nữa bị đánh mặt ta, nội tâm ngược lại không có không gợn sóng, ồ, kiều bách thủ ánh mắt nhất thời biến đến càng càng lạnh lùng nghiêm nghị, tam chuyển chuyển đang cảnh tu vi triệt để bạo phát, dường như hóa thành từng chui lợi kiếm hung hăng đâm đi qua, đoạt phi kiếm, lừa bịp huyền thạch, bị người ta nhằm vào có thể thông cảm được, trải qua mưa to gió lớn quân thường tiếu ngạo nghệ đứng ở tại chỗ, tùy ý như kiếm giống như sắc bén khí thế đè xuống, thản nhiên nói, nguyên lai là ngự kiếm huyền tông tông chủ, kính đã lâu kính đã lâu, quân tông chủ, kiều bách thủ thản nhiên nói, hai chúng ta tông ở giữa có không ít sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đây. Nếu không phải bận tâm một cái chữ Huyền cấp tông môn chi chủ Phong Phạm, hắn khả năng trực tiếp tế ra kiếm động thủ. Ha ha, Quân Thường Tiếu lấy khô quắc mỉm cười đáp lại, lúc này cảnh này còn có thể nói cái gì? Lăng Đao Huyền Tông đến, ngay tại lúc này lại có người hô một tiếng, chỉ thấy mấy tên khí thế cẩn trọng võ giả đi đến chỗ đỉnh núi, sau đó nghênh ngang được hướng bình đài, mẹ nó, lại tới một cái kẻ thù, Khâu tông chủ. Cái kia tiếu lý tàn đao nho nhã trung niên nhân lần nữa giới thiệu nói, vị này cũng là vạn cổ tông tông chủ, mẹ, quân thường tiếu ở trong lòng mắng, lão tử nhớ kỹ ngươi, chương 1380, chiến, vạn cổ tối cường tông chương 1379, chiến. Ngự kiếm huyền tông cùng lăng đao huyền tông hai cái có mối hận của tông môn lại tụ họp, cũng không có lẫn nhau đối chọi gây gắt, ngược lại cùng nhau khóa chặt tại quân thường tiếu trên thân, dù sao đây là địch nhân chung, hô vù vù linh phong sơn phía trên đao kiếm chi thế bạo phát đi ra các lộ tông môn võ giả rất có ánh mắt kinh nghiệm ào ào lui về phía sau mấy bước sau đó đưa ra thích hợp chiến đấu đất trống tới đừng nhìn quân thường tiếu đứng được thẳng thẳng tắp thật tâm bên trong có chút hoảng ta chính là tới thuần túy tới nghe lão đại thổi ngưu bức làm sao sau cùng phát triển đến nước này đâu tiểu tử lăng đao huyền tông tông chủ mạc khai ấn lạnh lùng nói có chiêu gì mang ra hết đi luyện đao người tính khí đều tương đối thẳng cũng sẽ không nói cái gì quanh co lòng vòng lời nói, một chữ, cũng là chiến, xin lỗi, quân thường tiếu nói, bổn tọa là tới tham gia hội võ, không phải đến chiến đấu, nếu như muốn đánh nhau mà nói, hôm nào lại ước, cẩu thẳng đây không phải sợ, chủ yếu vội vã về tông môn nghiên cứu bí tịch, đinh. Chi nhánh nhiệm vụ phát động, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quân thường tiếu ở trong lòng sụp đổ nói, đây nhất định là buộc ta đánh nhau, không có đoán sai kéo ra nhiệm vụ mặt bản nội dung vì đánh bại ngự kiếm huyền tông tông chủ không một lăng đao huyền tông tông chủ không một tinh anh nhiệm vụ nhìn hệ thống rất kiên cường nói ra chỉ có thể đi ra ngoài đi dạo một vòng mới có thể thu được càng nhiều nhiệm vụ nói thì nói như thế nhưng là hai cái chữ huyền cấp tông chủ thực lực đều tại tam chuyển tầng thứ mà lại một cái tinh thông kiếm đạo một cái tinh thông đao đạo chính mình không mang trợ thủ tới sao có thể đánh bại bọn họ hệ thống nói Hệ thống chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, có thể hay không hoàn thành dựa vào ký chủ chính mình. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quân thường tiếu muốn chửi má nó, tiểu tử, mặt khai ấn cười lạnh một tiếng, nói, cái này nhưng là không phải do ngươi. Oanh, một thanh triểu nặng đại đao nằm ngang ở trước mặt, phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn, từ chung quanh lấp lóe ánh sáng đặc hiệu liền có thể nhìn ra phẩm chất khẳng định không thấp, nhiệm vụ đến, khẳng định phải chiến nhưng quân thường tiếu ở trong lòng thủy chung suy nghĩ, mình rốt cuộc là vận dụng nang thu chi đao đây, vẫn là vận dụng. Đúng, còn có thượng giới đại lễ bao đưa mấy loại phù chú, đạp, quân thường tiếu hướng về phía trước phóng ra một bước, đại thánh bộ dần dần khoát lên người, ngạo nghễ nói, vậy liền chiến, tuy nhiên cùng đối phương kém hai chuyển, nhưng có đặc hiệu sáu trang, còn có đại lễ bao cho phù chú, cũng không tin chơi không lại hắn, xoát, xoát các tông môn võ giả lại cấp tốc lui lại rất xa, đem bàn đá làm nền khu vực toàn để trống, còn kém chuyển ra ghế nhỏ, cầm lấy dưa hấu xem kịch, chấm chấm chấm, hô, gió lạnh thổi qua, bầu không khí túc xác, răng rắc, mặt khai ấn lắc lắc đầu, truyền đến cốt cách giòn vang âm thanh. Trước người đứng thẳng chui này thấu phát cẩn trọng chi khí đại đao ánh sáng càng hơn, dường như dị thường đói khát khó nhịn. Tiểu tử, mặt khai ấn một cái tay chọc vào trên chui đao, nói, lấy ra ngươi vũ khí, bổn tọa khinh thường khi dễ một cái tay không tất sắc thế hệ, coi trọng người, quân thường tiếu lắc đầu, nói, ta thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, không phải là không muốn xuất ra vũ khí đến chiến đấu, mà chính là cùng người ta đặt hiệu toàn bộ khai hỏa đại đao vừa so sánh, bá thiên thương cùng vấn thiên kiếm thỏa thỏa lọt vào nghiền ép, không được, quân thường tiếu thầm nghĩ, còn phải nghĩ biện pháp làm điểm trang bị, hệ thống nói, thăng cấp làm chấp bút giang sơn chuyên trúc thần binh còn không có đào thải, ký chủ có thể lấy ra sử dụng, đúng, quân thường tiếu vội vàng đem cái này hoang phế tại không gian giới chỉ đều nhanh kết mạng nhện chuyên chúc thần binh tế ra tới, mọi người xem xét là cái bút sắt, nhất thời bị chọc cười, không có cách, thăng cấp bản chuyên chúc thần binh, là thật gia cảnh bần hàng, giản dị tự nhiên, hoàn toàn không có cách nào cùng người ta loại kia tương tự trong phim Đồ Long Bảo Đao so sánh, mặt khai ấn nhíu nhíu mày, nói, ngươi là muốn đấu văn, đấu võ quân thường tiếu chọc vào chấp bút giang sơn phía trên, quanh thân nhất thời bột phát ra khí thôn sơn hà chi thế, có chuyên chút thần binh, cũng tự nhiên là có chuyên chút BGM, thế nhưng là... Chờ mặt khai ấn vung lên bảo đao, ba chuyển tu vi toàn diện bạo phát, quản ngươi cái gì khí thế, quản ngươi bối cảnh gì âm nhạc hết thảy toàn áp chế, oanh, đao quang lấp lóe, chấn động sơn giả, đăng đăng đăng, quân thường tiếu liên tiếp lui nhanh, chờ ổn định thân thể, liền nghe răng trợn mắt thầm nghĩ, một cái tam chuyển chuyển đang cảnh mạnh như vậy a à. nói nhảm hệ thống nói thượng giới một đến chín chuyển cũng không phải hạ giới một đến chín phẩm bởi vì cái gọi là con gái lớn lên đại học thì thay đổi cảnh giới trên lệch một chuyển như cách tầng núi hóa quân thường tiếu nói người nói nhảm hô đột nhiên mặt khai ấn huy động đại đao chặt tới tự thân lực lượng cùng vũ khí lực lượng bắn ra có thể nói thạch phá kinh thiên nhìn nhìn lại quân thường tiếu tay cầm giản dị tự nhiên bút sắt quả thực cũng là linh hướng người chơi tại trực diện một cái khắc kim chiến sĩ. Oanh, đại đao trùng điệp chặt tới, cẩu thẳng tuy nhiên tránh đi, nhưng cũng bị khí lãng cùng đặc hiệu quyển chật vật lui lại, không có lo lắng, trên thực lực tuyệt đối áp chế, người nào cho hắn dũng khí, dám đứng ra cùng mặt tông chủ đơn đấu. Các lộ võ giả theo ngắn ngủi trong lúc giao thủ thì nhìn ra quân thường tiếu có chút vốn liếng, cũng nghiêng về một bên cho rằng tái đấu mấy chiêu khẳng định bị thua. Hô, hô. Mạc Khai ấn vung vẫy lên đại đao, quan ảnh trong nháy mắt bạo phát đi ra, hiển nhiên, gia hỏa này là tại khoe kỹ, để các lộ tông môn kiến thức một chút chính mình lô hỏa thuần thanh đao pháp, xoát. Xoát, quân thường tiếu bất lực chống đỡ, chỉ có thể từng bước lui lại, đây là hắn đây, đổi lại hắn chuyển một cái chuyển đang cảnh, căn bản là không có năng lực né tránh, vù vù, vù vù, đao ảnh to lớn, tốc độ cũng tại dần dần tăng tốc quân thường tiếu mở khóa các loại chật vật tư thế tránh né cũng không chân chính ý thức được chính mình đến thượng giới là thật yếu tiểu tử mạc khai ấn đem chân năng hội tụ tại trên đại đao lãnh đạm nói ngươi thì chút năng lực ấy sao hô nâng đao hung hăng chém tới cũng trong nháy mắt hình thành ba đạo kề sát mặt đất đao khí tựa như vô cùng sắc bén nanh vuốt tạch 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 mặt đất nứt toát vết đao tràn ngập kết thúc mọi người ào ào lắc đầu đinh 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 đột nhiên, thanh thúy tiếng va chạm truyền đến, để đến bọn hắn dần dần trừng to mắt, bởi vì cái kia gia hỏa tại ba đạo cường thế đao quan trước mặt không những không có tránh, mà chính là bày ra một cái lập địa thành Phật thủ thế dùng thân thể vững vàng đón đỡ lấy đến, ừm, mặt khai ấn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn có thế rõ ràng phát giác được, đối phương lõa lồ bên ngoài da thịt dần dần thạch đầu hóa, càng chặt tại trên thân thể tựa như chặt một khối cục sắt, xoát, ngay tại lúc này, quân thường tiếu trong nháy mắt tới gần, chân năng hội tụ nắm tay phải bên trong oanh tới, theo cất bước đến xuất thủ, toàn bộ quá trình có thể nói phát sinh ở trong chớp mắt, mạc khai ấn có thế làm liền là đem đao đưa ngang trước người, oanh, đinh tai nhất ốc tiếng đổ vang truyền đến, toàn bộ linh phong sơn đều tại rung rẩy kịch liệt, đăng đăng đăng, khí lãng bạo phát chỗ, mặt khai ấn nắm lấy đao lui nhanh, mãi đến vững vàng tại ngoài mười trường. Chính là qua, phun ra một nguồn máu tới, các lộ tông môn võ giả mắt trợn tròn, bởi vì, Lăng đao huyền tông tông chủ không chỉ có sắc mặt tái nhật, kề sát trước người đại đao vậy mà lõm ra một cái quyền ấn, chung quanh bày biện ra lít nha lít nhít vết rách, dường như tùy thời đều muốn vỡ nát, xoát, quân thường tiếu thu hồi quyền, nhìn về phía nơi xa ngẩn người kiều bách thủ, thản nhiên nói, đến phi ngươi, tại lúc này, ăn dư quần chúng ánh mắt dần dần trừng lớn, bởi vì da hỏa này da thịt, tóc, lông mày, trong mắt hoàn toàn biến thành màu vàng ống, nơi xa thật giống như bị vứt bỏ chấp bút giang sơn yên tĩnh nằm trên mặt đất nhìn chủ nhân trang bức